biết ơn các cô rất là nhiều. Ngày xưa lúc mà em để tóc ngắn á, tóc tém á, thì giống ai qua mất tiêu rồi. Tự nhiên thần tượng của mình lại đi quên tên rồi. Giống Tượng của từ mình lúc mà mình quên tên. Không phải Lương Bích Hữu à, ngày xưa đã tóc tém thì đâu có giống Lương lúc Bích thử thì bây giờ Hữu. Ngày xưa để tóc tém à. Lê Cát Trọng Lý. Lê Cát Trọng Lý là ca sĩ mà em thích. Thần tượng thì cũng không phải đâu, ca sĩ mà em thích mấy bài hát của Lê Cát Trọng Lý lắm luôn á. Bạn đó rất là trẻ và rất là tài năng. Rồi, thầy Long. Mời thầy Long chia sẻ hiện thực hôm nay đi thầy Long. Thầy Long đi tập huấn ở Bình Dương, bơi 2 cây số và chạy 21 cây như thế nào? Động viên mời thầy Long chia sẻ ha. chia sẻ luôn bây giờ hả cô? Dạ vâng, chia sẻ đi cho em xin 5 phút. Em đi xã xã Lai và vừa nghe thầy chia sẻ rồi, em thầy chia sẻ xong thì em sẽ quay về với cấu trúc con người và tam giác hiện thực. Thì cô đi giải quyết đi để anh chia sẻ với cả nhà. Dạ Em vẫn yeah. nghe mà, em vẫn Biết nghe. ơn, biết ơn cô Trang đã cho cơ hội chia sẻ. Xin chào cả nhà. Trước tiên thì tự giới thiệu về bản thân. Phi Long sinh năm 1978, hiện đang ở quận 5, Hồ Chí Minh. Và Phi Long là mã số định danh là 1413, nhà 83, mentor 3. Long biết đến cô Trang là nhờ cái hôm 20, 25 Tết, Phi Long chạy từ Bến Tre qua Cần Thơ, cái đoạn đường khoảng 120 cây, thì Phi Long đăng lên Facebook hỏi có bạn nào chạy cùng không. Cô Trang đăng ký chạy, xong gặp cô Trang buổi chiều 25. Em có chạy được dài bao giờ chưa? Bạn nói dạ chưa, em chạy nhiều nhất là 5 cây. Vậy mà em đăng ký chạy 100 cây với anh. Thế dạ, em chạy được như chạy. Thì hôm đó Phi Long chạy chung với bốn bạn nữ, trong đó có bạn Diễm là mentor tư, bạn Diễm ở Bến Tre, bạn Diễm cũng đã từng chạy 100 cây, nên là Phi Long và cô Trang và bạn Thùy với một một bạn Thảo mentor 3 ở Sài Gòn thuê cái xe 7 chỗ đi xuống Bến Tre, bắt đầu xuất phát từ Bến Tre qua Cần Thơ lúc 20 giờ đêm 25 Tết và chạy tới 14 giờ ngày 26 Tết hôm sau là tới Bến Tre. Qua tới Bến Tre thì cũng thăm một người anh, người anh là mentor 2, anh Ngô Minh Ngọc. Hôm chạy về thanh xuân của mentor 4 thì anh đoạt giải nhất. Mọi người mong muốn qua bên đó thăm anh và cũng được anh chia sẻ hiện thực về chạy. Dạ, đó là phần giới thiệu bản thân. Hiện tại thì Phi Long cũng chạy mỗi ngày ít nhất 10 cây. Còn không thì bữa nào cuối tuần thì có thể chạy 20, 30, 40, 50. Tự nhiên thì cái ngày xưa lúc khoảng 10, lúc mà còn còn học cấp cấp 2 á, rất là thích chạy bộ. Nhưng mà theo thời gian lớn lên rồi cuộc sống cơm áo gạo tiền cái quên luôn. Quên luôn chạy bộ. Thì Long làm công việc là vận tải hành khách cho nên là có sự vấn nạn về sức khỏe, xương sống bị đau, bị thoái hóa cuộc sống lúc số 5. Nên là biết biết đến tri thức của thầy là nhờ vào cái COVID. Nghe thầy, tin tưởng thầy và yêu quý thầy, thầy nói chạy bộ, anh chị chạy bộ để thay đổi sức khỏe tốt hơn. Nên trời ơi, đi bộ không nổi là sao chạy bộ, nhưng vì yêu quý thầy, tin tưởng thầy nên là cũng mang giày vào và chạy từng cái bước đầu tiên.
mấy bữa đầu đi chạy 2 cây số chạy về Thanh Xuân, chạy được 3 ngày nản à, muốn nghỉ à, muốn bỏ cuộc à. Nhưng mà vì yêu quý ông thầy, mến cái tri thức này, nó hơi ráng và chạy, bắt đầu ngày tăng lên từ từ, thấy sức khỏe. Sau 1 tuần thấy cái sự sống của mình sao nó giảm ra nhiều quá ta, bắt đầu chạy từ từ tăng lên từ 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 từ, khoảng 1 tháng thì cái lưng mình nó hết đau rồi, lúc nào không hay. Lúc đó thì mình thương bản thân mình rồi, chạy có sức khỏe tốt hơn. Và Phi Long chạy thì Phi Long mất được 13 kg cả nhà. Bây giờ hiện tại cái dáng của Phi Long là còn được 72 kg, trước đó là 85 kg, cái bụng rất là to, nhưng bây giờ cái bụng mất luôn. Thấy mình chạy sức khỏe mình có và tinh thần thoải mái lạc quan yêu đời, đi đâu cũng để sẵn một bộ đồ chạy trong cái ba lô, một bộ đồ chạy, một bộ đồ bơi, có cơ hội là chạy không cần biết đêm hay ngày, nắng hay mưa. Phi Long hay chạy lúc 8 giờ tối, chạy tới 7 giờ sáng hôm sau, cái về tắm rửa ăn sáng xong ngủ. Rồi vào những ngày cuối tuần, còn ngày bình thường thì hay chạy lúc 2 giờ chiều, chạy tới cỡ khoảng 11 giờ đêm vậy đó. Phi Long chạy hết Sài Gòn, vòng vòng Sài Gòn, dạo hết thành phố. Ngày xưa đi học phổ thông thì mình vẽ xấu lắm, bây giờ có cơ hội thì mình vẽ lại bằng đôi chân ở những nơi mình bước đến. Làm một cái album để sau này coi làm kỷ niệm để khoe với con cháu. Dạ, thì chia sẻ hiện thực về cái ngày hôm nay đi tập huấn ở Bình Dương để ngày 12 tháng 5 đi thi Ironman. Tại sao đi thi Ironman thì thầy nói là anh chị nào thi Ironman ba môn là như thi cá nhân mà dưới 7 tiếng thì thầy sẽ cho đặt cánh, đặt cách vào master thể chất và thầy bao luôn chi phí. À, cái tham tưởng của mình nổi lên thi, và hiện tại đang tập luyện cùng với khoảng 50 anh chị em thi Ironman. Mọi người thấy Phi Long chạy, mọi người tưởng là chắc là trời sinh ra để chạy bộ, nhưng mà không phải, bản thân Phi Long cũng như mọi người, những cái bước đầu tiên khó khăn. Và cái ngày Phi Long chạy một ngày 40 cây mà chạy liên tục 14 ngày, cái ngày thứ 14 là 2 giờ sáng thức dậy, mang đôi giày là không vô, không có mở mắt được, không biết cái đôi giày ở đâu mà kiếm. Nên là mọi người cứ thoải mái và tin tưởng vào chi thức của thầy, mọi người cứ chạy những cái bước đầu tiên đi, rồi sau đó từ 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 thay đổi. Sức khỏe mình có là mình thích mình chạy thôi. Và hôm nay tập huấn ở Bình Dương thì thầy Thắng và cô Lộc cho tập huấn cái buổi trưa, bơi 2 cây xong là khoảng 9 giờ bắt đầu, 9 giờ rưỡi là chạy bộ để làm quen với cái thời tiết buổi trưa để khi đi Ironman ở Đà Nẵng thì không phải bị sốc bởi cái nhiệt độ và thời tiết. Thì hôm nay Phi Long chạy 21 cây, 21 cây đối với Phi Long là rất là bình thường. Nhưng mà nhờ bối cảnh hôm rồi Phi Long bơi 22 cây ở hồ bơi của anh Tuấn đó, qua hôm sau bản thân mình cho mình biết là mình cần cái gì, bổ sung thiếu cái gì. Thì cho nên anh chị em mình mà muốn chạy nhiều hoặc là bơi nhiều thì mình phải bổ sung dinh dưỡng. Ví dụ theo cái độ tuổi từ 40 trở lên thì con người là phải bổ sung dinh dưỡng để mình có nuôi, mình ăn thì sẽ không đủ các cái chất để nuôi các cái khớp của mình nên cần phải bổ sung dinh dưỡng. Còn nếu anh chị mà không chạy bộ hay là không vận động nhiều thì cũng cũng không cần bổ sung, nhưng mà nếu được bổ sung thì rất là tốt. Bản thân Phi Long là không tin về dinh dưỡng. Nên là trước đây thì cũng có thầy cô nói là nên bổ sung dinh dưỡng, không có tin vào dinh dưỡng, nghĩ là mình ăn bình thường kèm gì ăn đó. Nhưng mà sau cái ngày bơi 22 cây thì mới thấy là đúng là mình cần phải bổ sung dinh dưỡng. Cái ngày Phi Long bơi 22 cây á, là bơi cây thứ 21 và bắt đầu hoàn thành cây 22 á, là 1 tiếng đồng hồ chưa bơi được một cây, vì lúc đó hai cái chân của mình đã bị khóa lại rồi, cứng là mình chỉ bơi bằng hai tay thôi, bơi tốc độ rất là chậm. Thì bơi được 22 cây thôi mình nghỉ, không bơi nữa. Thì qua ngày hôm sau là
Cái lòng bị sập ngột. Bắt đầu qua ngày hôm sau nữa mới tới gặp cô Thảo. Cô Thảo mới nói cho mình hiểu về dinh dưỡng trước và trong sau khi vận động cường độ cao, cần phải bổ sung dinh dưỡng như thế nào để mình nắm, mình hiểu được cái thông tin về dinh dưỡng cho sức khỏe, cho vận động và vận động cường độ cao. Và hôm nay Phi Long chạy 21 cây, với lại quay lại 2 tuần trước bơi 22 cây, thì mình thấy là đúng là khi mình vận động nhiều thì mình cần phải bổ sung dinh dưỡng gấp 2 đến 3 lần bình thường cho những người vận động cao. Ví dụ mình thì không phải vận động cao lắm, nhưng mà mình thấy được là khi mình vận động nhiều thì cần bổ sung dinh dưỡng, mình ăn không có đủ, sẽ không đủ cho cái lượng mà mình đã vận động. Ví dụ như cái 2 cái đầu gối của Phi Long bơi 22 cây thì qua ngày hôm sau là đau ở bên trong, mà đau ở bên trong thì được cô Thảo hướng dẫn đó là thiếu dinh dưỡng. Nếu mình đau bên ngoài đầu gối là do mình vận động nhiều, đau cơ, nhưng mà nếu đau bên trong là thiếu dinh dưỡng. Thì hôm nay Phi Long chạy nữa, chạy 21 cây thì cũng không cao lắm, chạy 2 tiếng 25 phút là 21 cây. Sau khi bơi 2 cây lên thì mình thấy cái đầu gối mình nó cũng đau nhẹ lại nữa, đau nhẹ thôi, đau nhẹ khoảng 2 tiếng đồng hồ hết. Thì mình biết được là đúng là mình cần bổ sung sung dinh dưỡng đúng cách và đủ số lượng thì cơ thể của mình sẽ tốt hơn rất là nhiều để cho mình vận động cao. Và quay lại cái bối cảnh buổi trưa hôm nay thì chạy xong mình cảm thấy rất là biết ơn, biết ơn tri thức của thầy và biết ơn các thầy cô, biết ơn cô Thảo đã cho mình rõ thông tin về dinh dưỡng, mình hiểu được nên mình cảm thấy an vui khi mình chạy về và sau đó mình xả cơ. Dạ, xin nhắc với cả nhà là cái phần xả cơ và khởi động rất là quan trọng cho cái buổi vận động. Và trước mình chạy thì mình nên khởi động ít nhất là 15 phút, khởi động cho cơ thể nóng lên. Và trên đường mình chạy, từ khi mình khởi động cho tới lúc mình chạy và tới lúc mình dừng, thì mình ví dụ mình chạy nếu mình có mệt nhiều, mình không nên ngưng mà đi, mình ngưng mà đi bộ chậm quá 3 phút. Ví dụ mình mệt mình chạy chậm lại, chạy bước nhỏ. Còn nếu mình đi bộ, mình mệt nhiều mình đi bộ thì mình đi bộ không quá 3 phút là mình chạy. Vì sao? Vì khi mình cho cơ thể mình nghỉ ngơi quá 3 phút là mình cũng như phải khởi động lại từ đầu. Vì 30 giây đầu là đốt cơ, 30 giây sau là đốt từ gan, và 90 giây là 1 phút rưỡi bắt đầu mới đốt từ mỡ. Mỡ là mỡ mỡ vàng. Còn 120 giây là 2 phút bắt đầu mới đốt được mỡ trong nội tạng, hay còn gọi là mỡ bài nhầy. Và vận động cái nhịp độ nhịp tim mà đập cao lên từ 120 thì mới đốt được cái loại mỡ khó khó nói là mỡ nội tạng. Cho nên mình thấy có nhiều người tại sao người ta mập mà người ta không có mỡ nội tạng, không bị mỡ nội tạng vì người ta có vận động. Còn cái người ốm nhưng mà họ vẫn có mỡ nội tạng nhiều vì họ không vận động. Nên là mình nắm được thông tin, mình vận động đúng cách sẽ tốt cho sức khỏe. Rất là biết ơn cô Thảo đã hướng dẫn cho Phi Long cái phần khởi động trước khi chạy và xả cơ sau khi đã chạy. Và trong suốt quá trình chúng ta chạy bộ thì chúng ta không nên dừng quá 3 phút để đi bộ. Đi bộ, nếu mình mệt nhiều mình đi bộ mình đi khoảng 1 phút rồi mình tiếp tục mình chạy, bước nhỏ cũng được, không nên đi bộ quá 3 phút. Đó là trọng điểm của cái khởi động xả cơ trước và trong khi chạy.
thì Long chia sẻ cái phần hiểu biết của mình đến đây, không cả nhà. Thông cảm vì mình không phải chuyên gia, mình hiểu nhiêu mình nói nhiêu. Và trong đây thì có thầy Phương nè, thầy Phương cũng đã được tập huấn về kinh nghiệm bơi chạy, là cũng không dám nói nhiều để thầy Phương cười nhiều. Dạ biết ơn cả nhà đã lắng nghe, sẽ trả lại thời gian cho cô Trang nha. Biết ơn thầy Long rất là nhiều. Mời thầy Phương. Là mà em mà chiều giờ đáng lẽ là ngồi suốt với cô Trang, nhưng mà lúc nãy là có zoom bên trợ lý viết sách, nhìn được cái qua đó xong rồi nói cái khoảng cách từ chiều tới giờ đó rút ra mấy cái là chui vô lại. Long ngon quá rồi. Long thì ngon, bữa ngon quá ra, bữa nào lập kế hoạch chinh phục 25 cây tiếp anh. Lỡ nó ham đông cây rồi. Vậy là tháng 6 này thầy Phương chuyển vô trong tòa nhà WBO luôn hả thầy Phương? Dạ sớm thì giữa tháng 5. Bưng cả nhà vô luôn. À thì bưng cả nhà, nói cả nhà chứ có thêm đứa con chứ nhiều. Ủa, gà trống đưa con hả? Gà trống thì nói nghe từ nó âm dưới trời. Ủa, gà trống mắc gì ông? Gà trống dễ thương mà. Ông dễ thương rồi, À, vậy thì chưa nói cái từ gì? chưa biết được, nhưng mà thôi Tôi đàn ông mạnh ý cũng mẽ. vậy. Còn phải âm lại bớt để nuôi con cho nó hiệu quả. Người đàn ông mạnh mẽ hả, là nói gì? Single đáp hả? Ôi giờ tôi mới biết luôn đó nha, Vậy chúc sao? mừng. Chúc mừng à. À, giờ giờ mới biết là em tưởng là. Ủa vậy mấy lần mà đi thì gửi con trai? Gửi cho bà ngoại bà nội, trời mọi người thích trông cháu lắm. À bà ngoại bà nội Vậy hả? Ok. thỉnh thoảng nói thì ở giúp con ở nhà, thường thì mở ở nhà riêng, nhưng mà bắt buộc phải đi thì gửi Chọn con. cái nhà riêng nhìn sang trọng quá Đấy. mới lấy được, cái bữa giờ nhà riêng phụng nhìn sự mà bậc không không kế có ghê, lấy sao được, cho con không ở có nó chưa sao có lấy được sang cái vậy? background này. Mới xin được. Ok. Để biết rằng cô Trang nãy về đâu mẹ. Nãy giờ ra coi bằng chia sẻ, bằng đang chia sẻ ở ngoài, trên chia sẻ ở trong này, nãy bằng chia sẻ bằng có một nhân duyên là có một bạn chưa học nội tâm chưa học cái gì hết, bằng chia sẻ đến cái chỗ mà thời gian rung động, thời gian tần số rung động năng lượng, trạng thái nhận thức nội tâm là âm dương, và cân bằng, âm dương cân bằng thì dẫn đến mũi tên lên là tần số rung động điện từ thấp, cao và siêu cao. Thì bạn đó, do bạn hỏi cái câu á là tại sao cân bằng lại là siêu cao, tại sao trạng thái nội tâm, trạng thái rung động điện từ nội tâm cân bằng thì lại dẫn đến là tần số rung động điện từ là siêu cao. Nhờ thầy Phương chỉ điểm cái thầy Phương. Sao là sao thế? Nhớ Đang cái kể chuyện rồi. deadline là nhận thức nội tâm không? Nhận thức Dạ nội rồi, tâm. nhớ có cái hình rồi, mà biết có cái hình rồi. Thì tại Thì sao kể. trạng thái rung động điện từ là cân bằng thì sẽ dẫn đến là tần số rung động điện từ là siêu cao. À, thì cô Trang chỉ điểm đi. Em đang hỏi thầy mà thầy kêu em chỉ điểm, em chưa còn chưa chia sẻ có chút con nuôi nữa. Ủa? Nãy giờ chưa hả? Nãy giờ chưa luôn, thề luôn, nãy giờ đi giải đề thi nhân duyên quả. Nhà Ghê chưa, đề thi nhân. giải đề thi nãy giờ có một đống bạn vô ngồi nghe giải đề thi nhân duyên quả rồi, bây À, giờ cái này thì chưa có. nắm bắt bên vật lý chút xíu là biết mà. Mấy cái
lúc mà học lớp Chị ít 7 là á. mình không có nhớ gì về vật lý đó. Mới nhờ cần nhờ thầy chỉ điểm. Thì để mấy cái đường sóng lúc mà mấy cái tần số rung động năng lượng á, thì tần số rung động năng lượng mà cái bước sóng nó càng 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 thấp á là năng lượng nó càng cao. Tại vì cùng một quãng đường nhưng mà mình đi cùng một cái tốc độ nhưng mà cái quãng đường mình đi dài hơn thì phải có nguồn năng lượng nó lớn hơn. Vậy thì nó càng tiệm cận với cân bằng thì cái bước sóng nó càng nhỏ hơn á, thì cái năng lượng nó càng mạnh hơn thì nó mới đi được cùng một cái quãng đường. Cả tần số rung động âm dương ấy, với lại tần số của điện tử quang á, nó đều là nó đều di chuyển cùng một cái tốc độ nhưng mà cái tần số nó cao hơn, thì cái sự cân bằng nó càng tiệm cận với cân bằng thì tần số phải càng cao hơn để di chuyển cùng một cái tốc độ đó. Cái này nắm bắt vật lý chút xíu này. Rồi, vậy có thể mình đem cái tính không ra mình giải thích được không? Thay vì bây giờ em bảo là em không có nắm vật lý, đem tính không là giải thích được không? Không được không? Tính Được không hay à? không? Ừ. Thì chưa biết. Chỗ mà siêu cao Chưa biết á. Thì tính mình không không à? nhớ gì hết vật lý của cấp 2, cấp 3, không nhớ gì hết luôn á. Hình như có lần nghe thầy giải thích rồi, nhưng mà coi như là nó đi vào cái vùng là vùng biết mà quên của mình rồi á. Đi Mà quên hẳn quên luôn á. hẳn luôn Thì bây giờ phải hỏi về tích phân đạo hàm á, là gì ngôn nói ngôn ngữ gì vậy trời, thì đâu mấy thầy còn nhớ chứ, hồi đó mình học là toàn học vẹt không à, hồi đó là văn điểm 10 với toán lúc nào cũng điểm không. về điểm không sao qua môn được tao lên lớp được. Bao nhiêu điểm nữa thì cứ nói đại vậy đó. May quá mà mừng quá cho qua lớp. Thiệt bây giờ mà nghĩ về hồi học cấp 3, cấp 2 á là ám ảnh. Nhiều khi á nha, bây giờ đến bây tận bây giờ á mà nhiều thi mình còn mơ về những ngày mà mình đi thi mình học cấp 3 đó. Mà nó tạo thành một nỗi ám ảnh, nhiều khi còn mơ ác mộng luôn á. Nãy giờ thôi Rồi chứ tôi xong khi nào tính giờ làm có cái mơ chuyện nữa. này Ăn vui rồi. cái chuyện thầy bằng lúc nãy chia sẻ sao. Thì thầy bằng cũng giải thích như vậy, nhưng mà vừa viết ra là giải thích, nhưng mà giải thích xong rồi thì chăng mới ra, giải thích xong rồi chăng mới ra, thì cái bạn đó bạn ấy không đồng ý. Bạn ấy không đồng ý không phải là ở chỗ giải thích, mà bạn ấy không đồng ý là phải vẽ thêm một cái đồ hình nữa để mà giải thích. Thì thay vì giải thích ở cái đồ hình mới thì tại sao không giải thích ở trong cái đồ hình của không gian và thời gian luôn, tại vì cái đó là đi từ cái không gian và thời gian mà ra, tại vì cái không gian là nơi mà hạt sóng tạo ra sóng điện tử, tần số rung động của sóng đó, tại sao không giải thích trong đồ hình đó mà phải vẽ ra một cái đồ hình khác đấy, thì bạn ấy đang lý luận. Mình nói may quá nhân viên mình không gặp những người như vậy. Đâu Thứ có, ngu vật mình đã lý nghe rồi thấy có nghĩa là mà nói còn ra gặp đã những vậy bạn rồi. mà gọi là con gái mà thông minh và vật lý nữa thì ôi thôi. Gió từng nào gặp mây từng đó, tại cái người đó người ta giỏi vật lý quá, người ta phải gặp những người như vậy. Còn mình không gặp được những người như vậy là cũng may mắn cuộc đời, gió của mình không có đi về Hồi đó Phương là Phương kém môn môn văn lắm, phải kém nè mà không biết nhân duyên làm sao á. Điểm mình kém nhưng mà sau này ra làm việc lại thường thường là làm nghề viết lách. Hồi ngon. trước thì Tại vì đăng ở trường ngày xưa thì chỉ là thuộc bài rồi chép lại thôi, chứ có cái gì đâu, đâu có sự sáng tạo gì đâu. đó càng cố sáng tạo càng điểm thấp. Ừ. Còn ở nước ngoài thì người ta học đến lớp 3, lớp 4 là văn, là đã làm thơ, làm văn hết rồi, có cái sự sáng tạo. Nước ngoài, nước Nam mình thì chỉ là học văn mẫu thôi mà. Chợ không biết hả? Hồi xưa Trừ lớp trừ 1, khi lớp những 2 là bạn người ta làm thơ rồi. mà ừ. Thì những bạn mà gọi là ok thật sự là có năng khiếu về văn thì đi thi văn tế hay là văn tỉnh văn gì đó, thì các bạn đó là chứ còn mà đâu đó học học bình thường thì chỉ là văn mẫu thôi mà. Ok, nhưng đến khi mà cặp kè yêu đương bắt đầu lại làm văn làm thơ, đứa nào cũng có máu ở trong đó hết, đến khi yêu đương là tự nhiên làm văn thơ phải không?
những mặt là biết rồi, hồi đó làm bao nhiêu Rồi bài thơ, bài văn, thờ bài ít thơ Phương thì ít, gửi nhưng mà thư như như ba Phương hồi xưa là có một tập, có một tập thơ, ba Phương hồi xưa lại có tập thơ, Phương lại ít làm thơ. tình đấy, thấy chưa? Nhưng mà giờ Nhưng mà chắc có ai công nghệ cũng rồi, chat GPT, cho nên là 1.000 triệu bài thơ cũng làm được. Giờ thôi, thời muốn là nay thì có khỏi à. nói gì. Ok. Nhưng Xin mà cô phép Trang là đi. đang ở chung với lại đội nhóm gì hả? Sao có thầy bằng ở đó, thầy bằng nào đó? Em đang ở trên Đắk Nông, ở chỗ cái tiệm của tâm tiệm hôn tiệm của thầy, thầy bằng, vợ thầy bằng thì đang ở Tâm Y Dung, ở Thầy vợ bằng ở nào dưới. ta? Thầy Đào Văn Bằng hả? Thầy Dạ Đào vâng, Văn Đào Bằng Văn Bằng. à, này nói chung bữa mới phỏng vấn ở trong quiz story xong. Toàn quen những người nổi tiếng không mà, trời ơi, vinh hạnh quá. Ngon, cô Trang là đỉnh. Đó, thầy Phương là một chân ở trong đội phỏng vấn của đội MC của Quick Story phải Đúng rồi, hôm bữa có cô Ngọc mời. Thôi thấy phước báo lớn quá thì thôi, vô luôn. không? Ngon quá. Story. Bây giờ nói về cấu trúc con người, Giờ tới công chức con người ha, rồi mời cô mình Trang. sẽ qua chế độ để máy và đi ngủ 11 giờ tối, nói cấu trúc con người. Ô là trời, Đây, đang nghe cô đây. biết ơn Chưa thầy nói em. Phương học tiếng Trung cũng gần khoảng 5 phút rồi cũng vô. hả? Sao vậy? Duolingo nó bắt nó 400 mấy ngày rồi, bây giờ mà bỏ thì phí. Gần 12 giờ chờ xíu nữa. Đang học tiếng Trung 400 mấy ngày rồi hả? Nhóm À, nào? nhưng mà cũng chưa được Duolingo. À, đùa đứng gò, trời, đùa đứng gò vô 5 có phút chứ mấy. Thì đó có 5 phút, có 2 phút mấy à, để cho nó chọn vô ngày đó. mất một Ok. cái mất Học một đi rồi có chị. cái mất gần hết băng rồi. Mà bây giờ lời mất gần Trời hết. quá, quá là chăm chỉ. À, cái Duolingo đó là mua của ai? Hôm bữa không thấy mọi người rủ nhau mua, mà hôm bữa mình cũng chưa chưa có chưa để ý. biết Phương trước giờ là mua mua năm thì cả năm chứ. À, vậy không phải, tại vì hôm bữa em thấy trong 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 mentor 4 là mọi người kháo nhau mua chung cái gì đấy mà mua phải không? Tôi đọc và viết tên Thì để ở thành Việt Nam thì cái có nhiều cái mua chung rồi mình xe tiền ra thì nhiều. đó. À, vậy là thầy Phương là mua riêng hả? Lâu rồi hả? Một năm Mua năm rồi. À, ok, còn mấy mấy bạn kia là riêng phải không? Ok. nhưng mà xài free cũng tốt mà. Ờ, thì bữa giờ cũng đang xài free cho mấy đứa nhỏ nó học đấy, chứ mình đâu học. Chưa học Thì Phương thấy nó bây chưa giờ mấy hiệu quả cao lắm, thì tiện tới thời đứa điểm này chưa thấy nó hiệu quả cao. Nhưng mà cũng có giống chơi game á, cho nên là mình cũng ghiền. thêm cái lấy mấy cái app đọc 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 sách truyện của nít á, nó có tác dụng hơn, nó tác dụng hơn, tại vì Duolingo đâu đó thì nó có từ vựng thôi, nó đáp từ thôi, coi như là học từ vựng thôi, nhưng mà mình để mà ví dụ là nhìn cái bối cảnh mà hiểu cái từ á, mà là Đúng quen cái rồi. lại là Hồi trước tại Phương vì học tiếng Anh cái là tiếng Trung nhanh á. nó giống như là tiếng Anh ha, là cái À, kiểu gần chữ là giống một, nhiều cái. âm này là một cái, đúng không? Nó tương tự như là cái tiếng Anh với IPA á, English với lại IPA phải không? Thì cái chữ nó là một thứ, mà cái phát âm nó lại là một thứ khác. Thì đó, từ từ mình quen dần thì mình cũng biết là cái chữ đọc kiểu gì à. Nhưng hồi xưa Phương muốn học, không phải học trên app mà học trên trường, mà trong phim với lại phim trẻ em á, lại đọc sách, đọc báo rồi Mấy đó. đứa nhà bạn nhà mình là cũng kiểu vậy đó, là cũng đọc xong rồi cái bối cảnh rồi bắt chước đọc theo thời gian cái quen. Nhưng mẹ học nhanh lắm, không cho học thôi, học nhanh lắm, thích đó, học nhanh. Ok, sao mình bỏ được cái bóng Nhiều nhỉ? cấu trúc con người đây, Phương xử lý cái này 50 Dạ phút vâng. rồi Phương vô. Ok, Rồi em xin phép do cấu trúc con người, trân trọng biết ơn cả nhà rất là nhiều.
À, số 7 đẹp quá. Biết ơn Nga xinh gái, thầy Long, cô Đường. À, hello, chào cô Diệu Vân. Quý nhân của em. Chào, wow. Biết ơn cô Hằng, thầy Phương hiện diện ở đây. Em xin phép đi vào cấu trúc con người. Thì sáng giờ chúng ta đã tìm hiểu về cội nguồn cuộc sống, là nhân sâu trong con người chúng ta theo góc nhìn của tôn giáo tín ngưỡng, công thức cội nguồn cuộc sống. Giờ chúng ta sẽ đi vô cái góc của cái góc của khoa học là công thức cội nguồn cuộc sống, thì chúng ta sẽ đi vô góc của tôn giáo tín ngưỡng ha, để mà tìm về cái nhân sâu bên trong con người chúng ta dưới góc nhìn của tôn giáo tín ngưỡng là gì. Thì em xin phép được mượn tri thức của nhà Phật để mà chúng ta có tìm hiểu về cái nhân tốt bên trong con người chúng ta ha. Thì trước tiên em xin mượn một cái khái niệm để dẫn dắt chúng ta vào cấu trúc con người, đồ hình cấu trúc con người này ha. Thì ngày xưa đến giờ cả nhà nghe về sự chân thật chưa ạ? Chào cô Trang, chào cô Diệu Vân, lâu quá mới gặp lại cô Diệu Chào anh Tây Long, lâu ngày quá. với cảnh Zoom của cô Trang mà được gặp cô Diệu Vân. Nào em tiện là em vô nghe Trang nói chuyện. Vô đây gặp anh Long cũng vui, mới gặp Lê Tuấn Phương nữa. Trần Tuấn Phương chứ. Thì cái khái niệm là chân thật, sự chân thật ha. Thì chân thật được định nghĩa là những gì không thay đổi qua không gian và thời gian. Nè, có cái đồ hình là chân thật. Sao cái màu đỏ nó mau hết dễ sợ. Hình như là em xài nó hơi bị nhiều. Cô Diệu Vân ơi, cô Diệu Vân giới thiệu cho em cái cô ở trên dòng Thánh Tâm đi cô. Ok, xíu nữa chia sẻ xong rồi nhắc Vân Vân gửi. Dạ, biết ơn cô. Không có chi, chỉ có thu. Là những gì không thay đổi theo không gian và thời gian ha, không thay đổi qua không gian và thời gian chứ, qua không gian và thời gian. À, bây giờ đang quyết định là làm lâu hay làm chậm, mà làm nó nhanh thì rồi. Thì chúng ta làm rõ cái sự chân thật ở đây ha. Thì đâu đó là chúng ta có cái sự chân thật, thì ngôi nhà mà chúng ta đang ở ngôi nhà có thật ha, ngôi nhà chúng ta đang ở nó có thật nhưng mà nó không chân thật. Cho nên là bởi thế là sự chân thật là những gì không thay đổi theo không gian và thời gian. Còn ngôi nhà của chúng ta thì sao ạ? Thay đổi theo không gian và thời gian không cả nhà. Cho nên mặc dù nó có thật trước mắt mình nhưng mà nó thay đổi theo không gian và thời gian, cho nên nó không phải là sự chân thật. Vậy thì tình yêu có chân thật không? Thì đơn giản là nó cũng thay đổi theo không gian và thời gian, cho nên là tình yêu cũng không chân thật. À, vậy thì tại sao lại có cái thuật ngữ này và có cái định nghĩa này? Thì nếu như mà không có sự tồn tại của sự chân thật á thì làm gì có cái định nghĩa này, phải không ạ? À? Thì chắc chắn là đâu đó khi mà có cái định nghĩa này thì có cái gì đó trên nhân loại này gọi là chân thật, thì mình mới có cái định nghĩa như thế này, phải không ạ? À? Vậy thì bây giờ mình nhìn quanh thử là trong thế giới chúng ta thì có cái gì đó là chân thật à, thì đâu đó là hồi nào đến giờ mình chưa được giới thiệu đến cái khái niệm này, cho nên là bởi vì mình không biết nó là gì, mình chưa chưa có ai nói cho mình biết, chưa có ai chỉ điểm cho mình. Nhưng nếu mà người ta gọi tên và có khái niệm về sự chân thật rồi thì chắc chắn là có sự tồn tại của nó ha. Đó, cho nên trên đời này cái gì nó cũng thay đổi cả, từ nhà cửa, tiền bạc, xe cộ, người thân, cái thân của chúng ta, tình yêu nó, thì tất cả đều đều thay đổi ha. Nó tồn tại nhưng mà đều đều thay đổi. Vậy thì có một câu chuyện về cái sự chân thật này.
thì trước đây á, loài yêu và loài người sống với nhau, ở cạnh nhau, à, nhưng mà sau một thời gian thì xảy ra mâu thuẫn giữa loài yêu với loài người, cho nên là sau khi mà xảy ra cái sự mâu thuẫn thì loài yêu thua loài người và loài người chiến thắng, đánh nhau thì loài người chiến thắng, cho nên là loài loài người bắt người loài yêu phải rời khỏi thế giới này. Và trước khi mà loài yêu bỏ trốn, trước khi mà loài yêu đi khỏi thế giới này á, thì chúng mới bàn với nhau là bây giờ trước khi mà chúng đi thì chúng phải giấu cái sự chân thật là cái tài sản quý báu nhất của loài người. Đi thì khi đó con người chỉ bám trụ vào những cái bên ngoài á, không biết bám trụ vào cái sự chân, không có biết cái sự chân thật này ở đâu thì không thể nào bám trụ vào nó được, mà không bám trụ vào nó được thì không thể nào tìm được sự an vui, cho nên là loài yêu mới quyết định là đánh cắp cái sự chân thật của loài người và giấu nó đi. Thì loài yêu bàn với nhau á, là nên bây giờ lấy giấu cái sự chân thật này ở đâu, thì có con yêu nói là giấu dưới biển, có con nói là giấu trên núi cao, có con nói là giấu trong rừng sâu, nhưng có con nói là thì cho dù bất cứ cái gợi ý nào thì cũng có những con yêu khác nói là con người trước sau gì cũng sẽ tìm kiếm được, bởi vì là đâu đó con người phát triển về về công nghệ rồi, con người rất là thích khám phá, cho nên là sẽ đi lên núi cao, sẽ đi xuống biển sâu, vào rừng sâu thì cuối cùng cũng sẽ tìm ra được. Thế là cuối cùng có một con yêu mới nói là vậy thì bây giờ chúng ta ở nơi sâu thẳm nhất của con người, cái nơi an toàn nhất, là cái nơi mà con người không bao giờ tìm thấy, đó là bên trong con người. Thì khi mà con người luôn hướng ra ngoài thì sẽ không bao giờ kiếm được cái sự chân thật này, không bao giờ có được cái sự an vui. Và do đó là bởi vì thế cho nên là nhiều năm qua con người chúng ta sao lao ra bên ngoài để tìm kiếm cái sự hạnh phúc, như là công ăn việc làm nè, nhà cửa, xe đẹp, vợ đẹp, con xinh nữa, thì đủ thứ, nhưng mà không biết quay lại đào sâu vào trong chính mình. Thì chúng ta có cái máy, có cái điện thoại thông minh phải không, nhưng mà điện thoại thông minh mới, có cái điện thoại mới thì mình vui được bao nhiêu, bao lâu, rồi mình có mua một bộ đồ mới thì mình vui được bao lâu, có ngôi nhà mới thì mình vui được bao lâu, nó đều không có tồn tại được mãi mãi. Cho nên là tất cả những gì mà con người đạt được á, đạt được hết mọi thứ rồi thì cuối cùng cũng phải tìm về cái sự an vui hạnh phúc. Vậy cho nên là đã là con người thì chúng ta xứng đáng để nhận được sự chân thật, để mình đạt được sự an vui hạnh phúc này trong cuộc sống ha. Cho nên cái tri thức cấu trúc con người này là một tri thức rất là xứng đáng nhất để chúng ta tìm hiểu, học hỏi về nó, thấu hiểu nó. Và cho nên sự chân thật là những gì không thay đổi về không gian và thời gian á, nó ở sâu bên trong chúng ta mà ra. Và chúng ta càng tư duy ha, càng suy nghĩ thì sao ạ? Mình càng không thể nào nhận về được sự chân thật này. Cho nên sự chân thật không thể do suy nghĩ mà ra ha cả nhà. Rồi, vậy thì cấu trúc con người thì tri thức này chúng ta mượn ở nhà Phật, nên để hỗ trợ cho mọi người chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc là vẽ cái đồ hình. Em sẽ vẽ trong 10 phút và em sẽ giải thích hết luôn rồi em khỏi vẽ các slide khác. Bây giờ đã trễ rồi. Rồi bấm giờ ha, 10 phút. Ở giữa chúng ta có cái ý nghe thấy nói biết. Thấy chữ không ta? Ý. Rồi. Ý. Trước tiên là ở giữa thì chúng ta có cái ý trung tâm là cái ý ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết, hay còn gọi là ý nghe, ý nghe thấy nói biết, được bao bọc bởi lớp điện từ quang, được bao bọc bởi lớp điện từ quang. Và bên ngoài cái ý ý nghe thấy nói biết này, theo dân gian á thì gọi, đây là theo cách gọi của nhà Phật, là ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết, hay còn gọi là Phật tánh, chân tánh, chân tâm. Theo cách gọi của dân gian á, thì đây là tâm, và theo cách gọi của khoa học thì đây là sự chân thật ha.
Vậy đây là sự chân thật bên trong con người chúng ta, là cái ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết, hay còn gọi là ý nghe, thấy, nói, biết, bao bọc bởi lớp điện từ quang. Rồi. Bên ngoài ý nghe, thấy, nói, biết của chúng ta thì chúng ta có 16 tánh người. 16 tánh người được chia làm ba lớp. Thứ nhất đó là thọ. Thọ nghĩa là nhận vào. Ha, tưởng. Khi mà chúng ta tưởng về quá khứ là chúng ta đang tưởng nhớ, tưởng về hiện tại là đang tưởng tượng, và tưởng ở tương lai là đang liệu định. Hành là xuất ra. Thức là ý thức, tri thức, nhận thức ha. Họ tưởng, hành, thức là lớp đầu tiên của 16 tánh người. Cái lớp thứ hai đó là tài. Tánh tài. Tài là bao gồm tài năng, và tiền tài. Sắc là sắc thân hoặc là sắc tướng. Danh là danh vọng. Thực là ăn. Và thùy là ngủ. Tài sắc danh thực thùy. Đúng. Mình bắt đầu tiếng của tài sắc danh thực thùy ha. Thùy. Và lớp thứ ba của con người đó là hình kem nó bị cong cong. Tham. Vị dữ. Hả? Âm thanh Nói thú gì? vị dữ. Có cần phải bên miêu cô bên cô nghe con gái không? Hả? Ông mà cấp quyền của hết cho Phương cũng xử lý cho. À, không Có cái sao. âm thanh không 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 hay á. Sợ ông đâu phải gì không hay. Nhưng mà để mọi người khác tập trung với sự chân thật hay chứ. Đang là làm không có người học bài mà, đang học bài mà, không sao đâu. Tham là tham lam. Sân là tức giận. Si là u mê. Mạn là ngạo mạn. Ác là tàn ác. Và kiến là cố chấp ha. Tham sân si mạn nghi ác kiến. Rồi, thọ tưởng hành tài. Thọ tưởng hành thức tài sắc danh thực thùy. Tham sân si mạn nghi ác kiến là 16 tánh người, và 16 tánh người được bao bọc bởi lớp điện từ âm dương. Thì lớp điện từ âm dương này á cả nhà, nó ở gần nhất ở tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh mạn, tánh nghi, tánh ác, tánh kiến. Vì thế tham sân si mạn nghi ác kiến có biên độ dao động lên và xuống. Khi mà chúng ta tham cho bản thân mình á, là tham âm thì là tham lam, còn mà tham mà cho người khác thì là hào phóng. Em vẽ xong em nói xong luôn nha, làm skip qua cái này qua. Hào phóng. Khi mà chúng ta sân tánh ở tánh tham ha, khi mà chúng ta sân, cái biên độ dao động của tánh sân là tức giận ha, thì khi mà chúng ta sân mà âm là tức giận, mà khi mà chúng ta sân mà lên dương á thì là hài lòng. Rồi ở tánh si thì khi mà si mà về biên độ âm, khi mà si mà về biên độ âm là u mê, mà về biên độ dương đó là sự sáng suốt. Tánh mạng thì khi mà chúng và về biên độ âm sẽ là tự ti, còn mà về biên độ dương là tự cao, còn tự tin là ở cân bằng ha. Và tánh ác thì ở biên độ âm là tàn ác, còn ở biên độ dương là lương thiện. Tánh kiến thì ở biên độ âm đó là cố chấp, và ở
biên độ dương tự không mất tiêu rồi. Kiến cố chấp là cân bằng. Rồi vậy thì tham và tưởng là trọng điểm của tánh người, tham và tưởng là trọng điểm của tánh người, quyết định mức độ cấp độ của sân si mạn nghi ác chiến, quyết định là chúng ta thọ vào cái gì, và hành như thế nào và thức ra sao. Và đó là 16 tánh người. Và bên ngoài lớp điện từ âm dương chúng ta có 8 muôn 4.000 bong bóng ảo giác. À, 16 tánh người này thì ở nhà Phật thì gọi tên là 16 tánh người, còn ở gốc của đạo lý thì gọi là tánh, còn ở gốc của khoa học, gốc của khoa học thì gọi là tình, là cảm xúc. Không, cảm xúc là cảm xúc là tình chất, gọi là tính cách 84.000 đúng, mà gốc khoa học gọi là tính cách ha, là cái tánh của con người là tính cách nha cả nhà, gốc khoa học. Rồi 84.000, cái lớp 84.000 bong bóng ảo giác thì khoa học mới gọi là cảm xúc ha. Ở lớp ở góc của khoa học là cảm xúc, và đâu đó thì các nhà khoa học đã chứng minh được là có ba gọi tên được, có 32.000 cảm xúc khác nhau. Và ở góc đạo lý thì gọi đây là cái lớp tình của con người. Vậy thì nội tâm của con người theo góc đạo lý là bao gồm cả tâm, tánh và tình. Tâm là bên trong, tánh là 16 tánh người, và tình là lớp 84.000 bong bóng ảo giác ha cả nhà. Bong bóng giờ ngồi mà không năm bóng. Và bên ngoài lớp 84.000 bong bóng ảo giác là lớp thân tứ đại. Lớp thân tứ đại là cách gọi của nhà Phật, bao gồm đất, nước, khí, lửa. Còn ở góc góc đạo lý thì gọi là thân. Ở góc khoa học thì gọi là cơ thể người ha. Bên ngoài lớp thân tứ đại của chúng ta một lần nữa được bao bọc bởi lớp điện từ âm dương. Và đây là lý do tại sao mà con người chúng ta có cái lớp điện từ âm dương này, nó ảnh hưởng đến cơ thể người chúng ta. Và cả nhà để ý, nếu mà những người mà bị trụy tim á cả nhà, thì khi mà đưa vào cấp cứu á, là người ta sẽ đưa cái máy điện từ á bỏ lên cái tim á, và người ta sẽ cho người đó giật điện á cả nhà, giật điện. Thì khi mà cái điện từ của cái máy điện đó kết nối với tim mình á, bởi vì người mình có điện từ mà, thì sẽ, nếu mà may mắn, sẽ kích hoạt lại để cái tim hoạt động á cả nhà. Hoặc là đâu đó nếu mà mình mang đồ bằng sợi sợi ni lông á, thì vào mùa đông á là mình ma sát á, mình đụng vào ai đó nhiều khi mình lại bị giật điện. Cái này là chị cô Diệu Vân chắc chắn đã từng gặp rất là nhiều rồi. Tự nhiên mang cái áo lông, cái bữa đó đụng ma sát nhiều, đụng vô cái tự nhiên giật điện một cái. Không có gì Vân. Là do cơ thể mình có điện từ ma Có giai sát đoạn với lại Phương cũng bị cái đó.
chọt chọt những cái gì cái nó cũng nhá, ở Việt Nam cũng vậy chứ không phải nước Chật ngoài có cá không? Tự nhiên đâu. đụng cái chắc là mấy đứa Tự nhỏ nhiên có cái năm, có cái năm hồi còn nhỏ tự nhiên nguyên năm sợ sợ như cái gì là mình. nguyên năm luôn á hả? Ú cha, chắc là năm đó điện từ nhiều lắm ha. Nhưng mà điện từ nhiều ở đây là do cái ngoài ngoài cái việc mà cơ thể chúng ta có điện từ thì được kích bởi cái môi trường hoàn cảnh sống nữa ha cả nhà. Ví dụ như là mình ở xứ lạnh á thì đâu đó có phải là điện từ âm nó rất là nhiều không? Còn mình ở xứ xứ lạnh ở xứ nóng á, thì cái điện từ dương nó nhiều hơn. Thì khi mà mình ở xứ lạnh á, điện từ âm nó nhiều á mà mình ma sát á thì mình làm nóng lên. Mình làm nóng lên thì cơ thể mình nó nóng lên. Mà bên ngoài môi trường là đang âm, cơ thể mình nóng lên là đang dương. Thì hai cái nguồn đó nó tương tác lẫn nhau tạo ra nguồn điện bên cho cơ thể mình, cho nên đụng một cái là nó giật là vậy đó. Ghê không, ghê không? Cái này mà ngồi giải thích cho cái đó luôn, nào đến giờ chưa bao giờ nói. Tôi không biết tôi nói Yeah, thiệt. Nhưng mà nghe hợp lý mà. gì luôn. Rồi thì cái lớp thân tứ đại này nãy giải thích là tên gọi rồi ha, tên gọi là cơ thể người. Thì trong cấu trúc con người chúng ta là có đây là lý do tại sao mà chúng ta cần phải cân bằng bát đại duyên hợp ha cả nhà. Bát đại duyên hợp là bao gồm 8 cái, đó là tâm tánh tình đất nước khí lửa. Khi mà mình biết cân bằng được đất nước khí lửa và điện từ, thì điện từ mình có hai loại là điện từ quang và điện từ âm dương. Khi mà mình biết cân bằng được tâm tánh tình của mình, giữ nó ở trạng thái cân bằng, và đất nước khí lửa trong cơ thể mình được cân bằng, thì khi đó mình ở trạng thái sức khỏe tốt nhất và không hề ảnh hưởng bởi môi trường hoàn cảnh sống hay là bệnh tật gì hết ha cả nhà. Đó, cho và trong cấu trúc con người của chúng ta thì chúng ta còn có ba khối đất này bao gồm khối phước đất, khối công đức và khối ác đức. Phước đất được tạo ra do phước đất là điện từ dương chứa trong vỏ bọc tánh người, và được tạo ra do làm người khác vui vẻ bằng cách thỏa mãn tài sắc dâm thực thì của con người ha. Đó, phước đất. Công đức là điện từ quang chứa trong vỏ bọc tánh chân thật, và ác đức là điện từ âm chứa trong vỏ bọc tánh người, được tạo ra khi mà mình làm cho người khác đau khổ. Còn công đức được tạo ra khi mà mình làm cho người khác, thứ nhất là giúp cho người khác nhận được sự chân thật cho chính mình, thứ hai là mình giúp người khác nâng tầm nhận thức nội tâm, và thứ ba đó là mình giúp người khác đạt được sự giác ngộ. Trong nhà Phật á, đạt được sự giác ngộ là cái tầng cao nhất của công đức ha. Và phước đức và công đức á, phước đức thì như một núi núi tiền dễ đốt cháy, còn công đức thì như một núi vàng dễ bị bôi đen. Mà cái điều gì đốt cháy phước đức là đó là do ngạo mạn nè, do ngạo mạn, do gì nữa, tà dâm. Rồi còn công đức thì bị bôi đen bởi vì do con người chúng ta cố chấp ha. Đó, cố chấp thì bôi đen công đức. Còn phước đức sân si, ngạo mạn, sân si và tà dâm thì làm đốt cháy phước đức của con người chúng ta. Và trong cấu trúc con người còn có tổng nghiệp. Tổng nghiệp thì bao gồm là tổng nghiệp nghĩa là bao gồm tất cả những hành vi
hành động và lời nói của chúng ta được huân tập thông qua lớp tánh và lớp tình của con người từ hằng hà sa số đời. Ha. Bổn nghiệp là tổng hợp tất cả những hành vi và lời nói của con người thông qua lớp tánh, lớp tình được huân tập mà thông qua lớp tánh, lớp tình của con người từ hằng hà sa số đời. Thì tổng nghiệp còn là có ba cái: tổng nghiệp là tổng nghiệp thức, là tổng hợp tất cả những tri thức, ý thức của con người từ hằng hà sa số đời thông qua lớp tánh và lớp, được huân tập thông qua lớp tánh và lớp tình. Còn tổng nghiệp duyên là tổng hợp tất cả các mối nhân duyên của con người chúng ta, được huân tập thông qua lớp tánh và lớp tình của con người chúng ta từ hằng hà sa số đời. Đồng thời là tổng nghiệp quả là tất cả những cái quả trong cuộc sống của chúng ta được huân tập từ hằng hà sa số đời thông qua lớp tánh và lớp tình của con người. Và trong tổng nghiệp quả thì có một cái nữa, đó là vi biệt nghiệp. Thì vi biệt nghiệp là những cái biểu hiện trên cơ thể, ví dụ như là những cái dấu bớt, những cái dấu, rồi những cái biểu hiện khác biệt trên cơ thể của chúng ta, nó gọi là vi biệt nghiệp. Rồi, em giải thích xong cái đồ hình cấu trúc con người. Và chúng ta đã vậy thì tại sao chúng ta cần phải thấu hiểu về cấu trúc con người để mà chúng ta nâng được cái tầm nhận thức nội tâm của mình. Thấu hiểu nội tâm là thấu hiểu cái tâm tánh tình trong chúng ta. Ha, thấu hiểu nội tâm, nội tâm của chúng ta là có tâm tánh tình. Theo theo góc nhìn của đạo lý, nội tâm thì có tâm tánh tình rồi cái lớp thân bên ngoài ha. Thì nâng tầm nhận thức nội tâm, cái lộ trình mà nâng tầm nhận thức nội tâm á cả nhà, có nghĩa là chúng ta sẽ tìm hiểu xem tâm của chúng ta ra sao, tánh ra sao, tình ra sao, có nhận thức như thế nào ha. Tâm tánh tình, vẽ cái hình tâm tánh tình. Ừ, tâm tánh và tình, rồi bên ngoài là cái lớp thân. Thân thì có cái khái niệm cần mình cần làm quen, đó là cái thuật ngữ là khi mà ở lớp tình á, một ở lớp tình thì mình sẽ có thuật ngữ là đối đãi, ở lớp tánh thì mình có thuật ngữ là phân tích, phân biệt, còn ở lớp tâm thì mình có thuật ngữ là đón nhận. Tâm đón nhận, đúng là mình xài màu đỏ hơi bị nhiều, mau mau hết. Tánh phân tích, phân biệt. Và tình thì đối đãi. Vậy thì khi chúng ta đối diện với một tình huống nào đó, một thông điệp nào đó đến với chúng ta, thì có phải là nội tâm của chúng ta sẽ phản ứng về điều đó không? Có thể là chúng ta dùng lớp tình để đối đãi, có thể là chúng ta sẽ dùng lớp tánh để phân tích, phân biệt, hoặc là chúng ta sẽ dùng lớp tâm để đón nhận ha. Thì ba cái thuật ngữ này để chỉ ra là cái phản ứng của con người chúng ta khi mà có một thông điệp truyền đến. Vậy thì nếu mà chúng ta đón nhận được thì chúng ta đã làm chủ nội tâm của mình đó cả nhà. Vậy thì có khái niệm là làm chủ nội tâm. Làm chủ nội tâm, mục tiêu của chúng ta là chúng ta muốn làm chủ nội tâm. Thì mình biết đây là nội tâm của con người, bao gồm là lớp tâm, lớp tánh, lớp tình rồi ha, là nội tâm của con người này. Vậy thì làm chủ nội tâm là gì? Và nếu một người nào đó biết làm chủ nội tâm thì có ý nghĩa gì? Làm chủ
thì mình hiểu nó là một cái cách đơn giản là chủ động chịu trách, chủ động chọn lựa và chịu trách nhiệm ha. Làm chủ nội tâm nghĩa là làm chủ là chủ động chọn lựa và chịu trách nhiệm. Chủ động chịu trách nhiệm với những, vậy chủ động nội tâm là chủ động chọn lựa và chịu trách nhiệm với những gì xảy ra bên ngoài để làm chủ bên trong chính mình ha. Vậy là ví dụ như là người làm chủ gia đình là người chịu trách nhiệm cao nhất trong gia đình và chủ động làm mọi việc trong gia đình thì người đó là người làm chủ gia đình. Người đó có thể là chồng, có thể là người lớn nhất trong gia đình, có thể là cha, là mẹ. Còn nếu mà một chủ công ty thì sao? Người làm chủ công ty không? Là người đó không phải là người bỏ nhiều vốn nhất trong công thành lập công ty ha, mà là người sao? Chủ động. Chủ công ty thật sự là người chủ động và chịu trách nhiệm cao nhất trong công ty. Thì chủ động mang lại những cái giá trị cho công ty nè, cho nhân viên nè, cho khách hàng nè, chủ động vận hành nè, chủ động làm mọi cái để cho công ty ngày càng tốt hơn. Vậy nếu như mà ai làm thuê nhưng mà với tư cách là một ông chủ thì có nghĩa là người đó cũng chủ động chịu trách nhiệm cao nhất trong cái lĩnh vực họ đang làm. Và hoàn toàn cũng có thể là người đó là người đang làm chủ công việc của chính mình. Vậy khi mà chúng ta tiếp xúc với một có thông điệp nào đó thì sao? Thông điệp truyền tải đến chúng ta, nếu mà chúng ta chủ động chịu trách nhiệm thì là chúng ta dùng dùng cái tâm để đón nhận ha, hay là dùng cái tánh để phân tích công việc, hay là dùng cái tình để đối đãi. Vậy thì người làm chủ nội tâm là người chủ động chịu trách nhiệm với những gì diễn ra bên trong nội tâm để làm chủ hoàn cảnh bên ngoài. Chủ động chịu trách nhiệm ha. Rồi. Chủ động nội tâm ha. Vậy thì như thế nào là dùng tâm để đón nhận? Thì bây giờ mình có cái đồ hình là cái ý nghe thấy nói biết là cái bên trong tâm chúng ta ha, mà ý nghe thấy nói biết, hay còn gọi là ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết. Thấy không cả nhà? Cũng thấy ha. Màu vàng này ngon ghê. Nghe thấy nói biết, rồi mình có thông điệp truyền tải đến chúng ta. Khi một thông điệp truyền tải đến thông điệp tải đến đúng không ạ, thì nó sẽ đến đi, nó sẽ đi qua lớp tánh, lớp tình và đi vào lớp tâm ha. Khi có một thông điệp nè, ví dụ thông điệp đó là cái gì? Rồi có ai đã kêu là Trang khùng chẳng hạn. Anh Trang khùng ha, hay là anh Trang đẹp gái chẳng hạn. Đấy. Thì khi mà thông điệp này truyền tải đến chúng ta đó thì ai mà nói là trời ơi sao hôm nay chị Diệu Vân đẹp quá vậy chẳng hạn. Thì chị Diệu Vân có thể chọn là gì, dùng cái lớp nào để phản ứng lại ha, dùng cái lớp gì để trả lời cái thông điệp đó. Hay là cho nên là ai mà kêu là Diệu Vân không ok anh Trang là khùng đi, không dám kêu gì Diệu Vân khùng. Diệu Vân đẹp gái đi thì cũng chẳng khác gì là kêu Diệu Vân khùng, bởi vì nó chỉ là một thông điệp thôi, và mình chọn lựa phản ứng như thế nào, dùng cái lớp gì để đối đãi, dùng cái lớp gì để phản ứng lại thì khi đó là mình biết cách làm chủ. Và nếu như mà cái thông điệp đó
mà mình để nó đưa thẳng đến cái tâm của mình, thẳng đến cái tâm bên trong của mình ha, thẳng vào cái tâm luôn. Thì sao à, thì mình đón nhận nó, nó đó là cái dùng tâm thì đón nhận là như vậy á ha. Thì mình đón nhận nó, khi mình đón nhận là mình nghe, mình chỉ biết nghe, thấy mình chỉ biết thấy, nói mình và biết mình chỉ biết vậy thôi ha. Vì không qua đi, không đi qua lớp tánh, không đi qua lớp tình à, thì ở giây phút đó mình nghe, chỉ biết đang nghe điều đó mà thôi ha. Chỉ nghe được khởi lên thì cái không đi qua cái tánh, cho nên là chúng ta không dính mắc, cho nên là chúng ta không dính mắc về điều đó. Rồi vậy thì mình không dính mắc vào cái nghe của chúng ta ha. Thì khi đó là chúng ta đang nghe ở sự nghe chân thật. Rồi vậy thì nghe ở sự nghe chân thật thì mình đón nhận cái thông điệp đó đó, cho nên là cái thông điệp đó là khùng hay là đẹp nó cũng chẳng khác nhau gì, tại vì hai câu nó đó chúng ta đều dùng tâm của chúng ta để đón nhận. Mà nếu mình chủ động dùng tâm đón nhận là mình đang dùng cái tánh nghe chân thật của mình để mà mình phản ứng lại với thông điệp đó ha. Thì khi đó mình không khởi xướng bất kỳ một cái dao động điện từ nào do cái tánh và tình đem lại. Thì nhớ là trong cấu trúc con người của chúng ta, cái lớp tánh là có lớp điện từ tánh và tình thì nằm giữa cái lớp điện từ âm dương ấy. Cho nên là nếu mà thông điệp đó đi qua lớp tánh và lớp tình thì sẽ có cái sự rung động điện từ, nhưng mà nếu không có đi qua lớp tánh lớp tình thì không có một bất cứ sự rung động điện từ nào cả ha. Đó, giây phút đó thì chúng ta dùng tâm để đón nhận thông điệp đó. Thì cái giây phút đó là cái giây phút mà chúng ta dùng tâm để đón nhận thông điệp đó, mình cảm nhận mà. Nếu có những cái giây phút mà mình dùng tâm đón nhận và tâm ha, và cảnh chúng ta tách ra thì chúng ta không bị dao động nội tâm. À, thì khi đó ai nói bất cứ điều gì với chúng ta, dù là điều điều tốt hay điều xấu, bất cứ điều gì thì chúng ta cũng chỉ nghe, chỉ biết mình đang nghe đó. Thì giây phút đó nếu mà cái khoảnh khắc giữ được lâu, cái nghe được lâu đó, thì càng lâu thì sẽ càng sinh ra một cái trạng thái gọi là trạng thái tánh không của nội tâm à, trạng thái tánh không của nội tâm. Tánh không của nội tâm, tánh không nội tâm. Đúng. Nên chúng ta mới mới nói á, là trạng thái an vui, để mà đạt được trạng thái an vui thật sự thì nội tâm của con người phải được khởi tạo lên cái trạng thái tánh không này. Vậy thì dù nó có dài bao nhiêu, ngắn bao nhiêu, nhưng mà chúng ta dùng cái tánh không này để mà ví nó như một cái bè ha, đưa chúng ta qua cái bờ an vui. Thì mình phân biệt một chút giữa cái từ tánh không và cái từ tính không trong trong công thức cội nguồn cuộc sống. Khi mình giải thích cái hình ảnh tâm trí thì có phải là mình có cái khái niệm là tính không không? Khi mình nói về cây bút á, nó câu chuyện cây bút của thầy Michael Roach á, thì mình có cái hình ảnh là cái này là cái gì, là do cái người nhìn về nó, bởi vì bản thân nó có tính không, nó không là gì, nó không là gì, nên nó có thể trở thành bất kỳ điều gì, cái gì, và chúng ta không là ai, cho nên mình có thể trở thành bất cứ ai. Vậy thì khi đó là mình nhìn nhận là mọi vật, mọi việc, con người xung quanh mình có tính không ha. Vậy thì tánh không là một cái thuật ngữ dùng cho trạng thái của nội tâm. Tánh không là một thuật ngữ dùng cho trạng thái của nội tâm, còn tính không là một thuật ngữ dùng cho con người chúng ta, chỉ ra là một cái nhận thức của mình về sự vật sự việc á. Thì khi mà mình ở trạng thái tánh không thì có phải là mình nhận thức là sự vật sự việc con người của mình có tính không không? Nhưng mà bây giờ mình có tính không thì chưa chắc mình đã nhận được cái tánh không, bởi vì tánh không là cái thuật ngữ chỉ về trạng thái nội tâm bên trong chúng ta. Khi chúng ta thấy bên ngoài là mọi vật mọi việc có tính không, nhưng mà bên trong mình chưa có cái trạng, chưa được có được cái trạng thái an vui ấy, thì mình không thể nào gọi là mình đang có được tánh không ha. Đó, nên tánh không đồng nghĩa với lại là an vui.
An vui thì ở cái ý nghe ý thôi thấy biết là mình đạt được sự an vui. An vui là tánh không của nội tâm. Thì khi mình nghe chị biết mình nghe, thấy chị biết mình thấy, và nói chị biết mình nói, đó thông điệp truyền tải đến mình. Thì có cái câu, có một cái câu là tánh nghe tánh thấy là bè, đưa người thanh tịnh về miền quê xưa. Thanh tịnh đừng chọn sớm trưa, không quán không tưởng không mê niết bàn. Thì mình dùng cái bài thơ này hay bài kệ, mình dùng cái bài thơ này để mà mình diễn tả cái trạng thái tánh không của nội tâm, hay là cái trạng thái an vui thanh tịnh nội tâm ha. Thì bây giờ mình mượn cái hình của cái chiếc bè bắc qua một con sông ha, ảnh chiếc bè bắc qua một con sông. Thì bên này là bờ sông, bên này là bờ sông bên này, và bên này là cái chỗ mà mình đạt đến sự an vui á cả nhà. Đấy, thì mình mượn tánh nghe tánh thấy là bè ha. Bây giờ đây là cái bè. Đấy, cái bè của tánh nghe tánh thấy, bè của tánh nghe tánh thấy, nghe thấy, tánh nghe tánh thấy là bè. Rồi, nghe thấy trên là cái bè dài trong cái bè này. Rồi, cái bè ha. Rồi, như đây là cái bè này. Cái bè này thì chở tánh nghe tánh thấy, và chúng ta ở trên cái bè này thì mình nghe chỉ biết nghe, mình thấy chỉ biết là mình đang thấy thôi, chứ mình không có một cái sự rung động nhiệt từ nào hết đó. Thì khi mà mình ở trên cái bè này để mà đi qua cái bờ bên kia là cái an vui á, thì mình ở cái trạng thái nè, mình cái khoảng cách từ cái bờ bên này mình lên cái bè, mình nghe chỉ biết đang nghe, thấy chỉ biết đang thấy, đến khi mà mình đạt được đi đến cái chỗ của an vui á, thì cái khoảng cách này là khoảng khoảng cách của tánh không ha. Tánh nghe tánh thấy là bè đó, cái bè này đưa người thanh tịnh. Thì mình ở trên cái bè này mình sẽ được đưa về nơi an vui, mà cái khoảng cách từ cái bè bờ bên này của cái bè đến nơi an vui là mình đang ở chỗ tánh không, nghe chỉ biết mình nghe, thấy chỉ biết mình đang thấy đó. Thì đây là cái sự chân thật nó tạo nên tánh không của nội tâm đó, đưa người thanh tịnh về mảnh an vui. Thanh tịnh đừng chọn sớm trưa, giải thích nữa thì cũng được nhưng mà không cần, không quán không tưởng không mê niết bàn. Mê niết bàn là muốn trở, muốn có đạt được niết bàn, là cái chỗ mà giác ngộ. Khi mà mình muốn đạt được cái chỗ giác ngộ, mình bắt đầu mình quán, mình tưởng làm sao để mình có thể, mình quán cái thân mình tưởng tượng đó, thì mình không thể nào đạt được cái chỗ tánh không hay là cái chỗ an vui cả, khi mà mình quán mà mình tưởng. Cho nên mới gọi là không quán không tưởng ha. Không có quán, khi mà một người ngồi thiền thì thường thường là người ta sẽ quán cái thân hoặc là quán hơi thở, quản trị cái thân hoặc là quản trị hơi thở. Khi mình quản trị nó rồi thì mình đã mất đi cái ý tánh nghe tánh thấy rồi đó, cho nên là sẽ không bao giờ đạt được cái chỗ giác ngộ, là cái chỗ niết bàn đó. Thì mình dùng tâm để đón nhận ha. Thì mình dùng tâm để đón nhận là như vậy, là tánh không của nội tâm. Ý nghe ý thấy là nơi mà mình đạt được cái chỗ an vui ha, an vui. Còn khi mà mình dùng tâm để mà mình đón nhận rồi, khi mà dùng tánh để phân tích phân biệt thì tánh của con người chúng ta sẽ dùng cái sự bao dung, tánh tình tình bao dung, tình bao dung, và tánh thì trân trọng biết ơn. Vậy thì khi một sự kiện gì, thông điệp gì truyền đến chúng ta đó, mà chúng ta không an vui được, thì bây giờ mình hãy bao dung
cho một cái sự kiện, cho cái người đem sự kiện đó đến với mình, bao dung cho con người ha. Mà nếu mình không bao dung được thì mình hãy trân trọng biết ơn con người, hoặc trân trọng biết ơn sự hiện diện của con người. Nếu mà không trân trọng biết ơn được nữa thì hãy ghi nhận họ, ghi nhận sự hiện diện của họ ha. Thì khi mà mình có sự trân trọng biết ơn đó, thì oán trách sẽ biến mất và mình sẽ không có cảm thấy là có cái sự hiển nhiên, bởi vì đâu đó là mình nhận ra là hiển nhiên có người đó, hiển nhiên có cái điều đó đối với mình, cho nên mình thường là mất đi cái sự trân trọng biết ơn và hay sinh ra oán trách đó cả nhà. Rồi vậy thì mình làm xuyên làm rõ cái lúc mà mình dùng cái tưởng của cái tánh người để mà mình tìm về sự chân thật, thì mình sẽ càng càng tìm, càng đi xa cái sự chân thật ha. Đó, cho nên là khi mình dùng tánh của con người để mình tìm về cái điện từ quang thì mình sẽ không bao giờ tìm được. Cho nên cái sự chân thật là không có do suy nghĩ mà ra, là như vậy á. Khi mà cái gì quán và tưởng không toán, quán và tưởng thì sao, mình xa rời cái sự chân thật rồi đó. Cho nên sự chân thật không suy nghĩ mà ra, nên chúng ta không có dùng tư duy của mình mà tư duy ra cái sự chân thật được. Mình có ba cái sự quản trị là quản trị tư duy, quản trị hành vi và quản trị nhận thức ha. Thì quản sự nhận thức là cái quản trị cao nhất của con người chúng ta và không có thể suy nghĩ từ đâu ra, không thể tư tư duy bất cứ chỗ nào mà có thể ra được cái sự chân thật được hết. Thì một là chúng ta an vui ở nội tâm, hai là chúng ta bao dung cho con người, còn ba là chúng ta trân trọng biết ơn sự hiện diện của con người ha. Đó thì trong cái môi trường của chúng ta là một môi trường rất là tuyệt vời để chúng ta huân tập cái ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết, và giữ tâm thái mình được luân chuyển giữa an vui, bao dung, trân trọng, biết ơn ha. Tại vì ngày xưa khi mình tiếp xúc với con người á, khi mình chưa được học những tri thức này á, có phải là người nào mà họ có một cuộc sống tốt đẹp hay là vị thế nào cao trong xã hội không? Khi mình tiếp xúc với họ thường thường là mình sao? Sẽ gọi là cảm thấy tự ti, lo lắng. Còn bây giờ ha thì sao? Mình học nội tâm rồi, cho nên khi mình gặp con người thì mình luôn giữ ở tâm thái mình ở chỗ an vui, bao dung và trân trọng biết ơn, không còn cảm thấy rụt rè hay sợ hãi gì nữa ha. Đó. Thì đó là tánh không của nội tâm, làm chủ nội tâm để làm chủ hoàn cảnh bên, làm chủ hoàn cảnh bên ngoài, làm chủ nội tâm của mình ha. Vậy thì chúng ta có ba khối công đức phước đức là chúng ta đã giải thích rồi ha, nãy là vẽ cái đồ hình giải thích rồi á. Công đức phước đức thì đâu đó là oán trách. Cái chỗ này nó lại phước đức là dễ mất do oán trách, thì phụ nữ mất phước đức là điện từ dương nè, cho nên là bởi vì nó mang điện từ dương, và ác đức mang điện từ âm, phước đức mang điện từ dương, và công đức là cân bằng. Bởi vì phước đức mang điện từ dương mà khi khi mà chúng ta bị mất phước đức do mình oán trách nè, do mình ngạo mạn nè, và sân si và tà dâm, bốn cái ha, oán trách, ngạo mạn, sân si, tà dâm. Còn công đức thì bị bôi đen do chấp chiến, là mình cố chấp vào điều gì đó, thì ai mà nói đúng thì mình lại cứ kêu sai, ai mình sai mình cứ kêu đúng, cố chấp vào cái điều của mình thì mình bôi đen đi công đức của chính mình. Còn phước đức thì bị mất do oán trách, và phụ nữ thì dễ mất phước do oán trách, bởi vì cơ thể phụ nữ của chúng ta là có điện từ âm, mang điện tạng người cấu trúc người phụ nữ thì có điện từ âm nhiều hơn, cho nên là đâu đó là cấu trúc điện từ của người cơ thể, cấu trúc điện từ của cơ thể người nữ á, là theo chiều hướng âm, mà theo chiều hướng âm thì dễ sinh ra oán trách, cho nên là cái sự oán trách diễn ra đối với sự phụ nữ nhiều khi là xảy ra hàng ngày luôn. Và cái bẫy lớn nhất của đa số của người phụ nữ là từ cái hạt phước của mình nó từ từ cạn đi, mà mình cũng không có biết là khi mà mình oán trách thì mình sẽ mất đi
cái điện từ cái hạt thuốc của mình đó. Cho nên là khi mà mình hiểu những tri thức này rồi đó thì mình sẽ biết cách để mà buông dần thôi dứt bất cứ những thông điệp gì xảy đến với mình, để mà mình quay về được cái trạng thái tánh không của nội tâm, thì mình sẽ dùng một cái phương pháp gọi là nhất tự thiền, nghĩa là mình buông dần thôi dứt. Rồi quay lại cái chỗ quán trách ha, thì mình tại vì người phụ nữ á, thì cấu trúc là có điện từ âm, cho nên khi mà có tâm oán trách sinh ra thường xuyên á thì rất là dễ mất đi phước báu, cho nên là cuộc sống dễ bị khổ đau khổ, những nhiều đau khổ trong cuộc sống ha. Tại vì hàng ngày mình dùng phước rồi mà còn tiêu hao phước báu của mình do oán trách nữa, cho nên là dễ bị mất phước. Còn người đàn ông thì nhanh bị mất phước hơn do oán trách, bởi vì oán trách á, là bản chất oán trách là điện từ âm rồi, mà người phụ nữ hàng ngày oán trách thì mất phước, nhưng mà mức độ cạn phước thì không nhanh bằng người đàn ông, bởi vì người đàn ông cấu trúc điện từ là dương, điện từ cơ thể là cấu trúc dương, mà cấu trúc mà dương á, thì không, thường thường là khó đi đến cái chỗ oán trách lắm, bởi vì oán trách nó là âm, dương với âm khó đến lắm. Nhưng mà một khi mà người đàn ông mà đã sinh ra oán trách nữa rồi á, có nghĩa là sao, là dương quá hóa âm á, mà dương quá hóa âm thì sao, rất rất là âm luôn à. Vậy thì trong tích tắc người đó sẽ mất phước báu của người đó sẽ mất rất nhanh, nếu như mà người đó oán trách ở đây là oán trách người phụ nữ của mình, trách móc những cái điều mà trước đây người đó đã làm, mà mình gọi như là mình làm cho người đó mà mình không có được nhận lãnh lại những cái điều mình cho đó. À, mình sinh ra oán trách thì sẽ mất phước rất là nhanh à. Và thì có rất là nhiều người hiện nay rơi vào cái hoàn cảnh khó khăn bởi vì cái sự oán trách đó, thì sau đó người người đàn một người đàn ông mà sinh ra tâm oán trách ha, là oán trách nhiều khi oán trách bản thân, oán trách người người thân trong gia đình ha, oán trách vợ con, thì ngay tức khắc những gì họ làm trong quá khứ đều mất hết, bởi vì họ đã đốt cháy hết phước báu của chính mình. Cho nên là làm sao mà để chúng ta xóa đi cái oán trách đây, thì mình biết là trân trọng biết ơn thì xóa đi oán trách ha. Trân trọng biết ơn, một người có trân trọng biết ơn thì người đó sẽ không có oán trách nữa. Trân trọng biết ơn là ánh sáng chiếu vào bóng tối, cho nên trân trọng biết ơn là ánh sáng, còn oán trách là bóng tối. Nên là mình, nếu mà trong mình người đàn ông mà lưu giữ được cái trạng thái gì trân trọng biết ơn thì sẽ bảo vệ được phước báu, đặc biệt là người phụ nữ luôn. Thì giống như bây giờ một thùng nước mình lấy mà mình dùng nước, mà trong khi mình đã lấy ra dùng á, có nghĩa là mỗi ngày mình sống là mình đã dùng phước báu của mình rồi, không giống như là hình ảnh một thùng nước mà hàng ngày được lấy nước ra để dùng, thì đâu đó nếu như mà cái thùng đó bị lủng đi thì nó chảy ra bên ngoài nữa thì phước cạn rất là nhanh, phải không? Thì khi mà người phụ nữ oán trách, người đàn ông oán trách thì cũng tương tự như thế ha, mỗi ngày đã xài phước rồi mà còn tiêu hao phước do oán trách nữa thì phước báo cạn rất là nhanh. Mà cái điều này thì lại rất là vi tế đối với người phụ nữ, bởi vì cái sự oán trách diễn ra đó rất là nhiều lần trong ngày trong giờ luôn á, không khi mà chưa được ăn học thì không khéo á, là từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng sinh ra cái tâm oán trách hết. Còn bây giờ ăn học rồi thì mình biết cách để giữ gìn cái phước báo của mình bằng cách là giữ cái tâm thái trân trọng biết ơn ha, trân trọng biết ơn xóa đi oán trách, đúng không? Bao dung cũng bảo vệ phước báo cho chúng ta luôn, bao dung cho con người, đúng không? Vậy thì ngạo mạn cũng làm chúng ta mất đi phước báo, và ngạo mạn ở người đàn ông thì dễ mất phước báo, còn ngạo mạn ở người phụ nữ thì nhanh mất phước báo, bởi vì ngạo mạn thì trên cái tần số biến động năng lượng á, thì ngạo mạn ở cái chỗ là dương, hoa oán trách thì ở ở phía âm, còn ngạo mạn là ở cái biên động điện từ dương,
cho nên người đàn ông dễ mất phước báo do cơ thể cấu trúc con người đàn ông là điện từ dương chiếm nhiều hơn điện từ âm, nên người đàn ông dễ bị ngạo mạn, nên dễ bị mất phước mà dễ tích thêm lượng từ dương nữa, từ từ tự cao rồi sinh ra tâm ngạo mạn ha. Thì người đàn ông hàng ngày trong cuộc sống mà làm sống do làm được, cái gì cũng làm được hết thì tưởng là mình hay, cho nên mình có cảm giác là mình ngon, thì từ từ đó mất phước hết bởi vì ngạo mạn. Còn người phụ nữ thì sao? Bình thường làm cấu trúc cơ thể là mang điện từ âm rồi, mà khi mà đã ngạo mạn có nghĩa là sao? Âm quá hóa dương, mà âm quá hóa dương là gọi là dương dữ chưa thì mất bi phước báu rất là nhanh do ngạo mạn ha. Bởi vì người phụ nữ mang điện từ âm mà nỗ lực nâng điện từ của mình lên thì từ từ mình cân bằng điện từ, thì qua thời gian ha, người phụ nữ đâu đó là như người đàn ông đó, dương á, dương quá thì nghĩ là mình có thể làm được tất cả, cho nên là sinh ra ngạo mạn, ngạo mạn một giây phút thôi là mất hết tất cả, có khi là xem thường đàn ông rồi xem thường tất cả những người xung quanh mình. Rồi vậy thì sự khiêm tốn sẽ xóa đi ngạo mạn. Nếu như đã mà đâu đó mình đang có sự ngạo mạn này thì mình xóa đi cái ngạo mạn bằng cách là mình giữ sự khiêm tốn cho bản thân mình ha. Đó. Rồi vậy thì trân trọng biết ơn thì xóa đi oán trách và khiêm tốn xóa đi ngạo mạn. Vậy còn sân si thì sao? Sân si ở đây nghĩa đen là giận dữ, nóng giận thì mất phước ha. Này nam thì nữ như nhau cả. Vậy thì làm sao để xóa sân si đây? Thì mình giữ được tâm thái an vui, an vui với bao dung thì không còn nóng giận, không còn giận dữ nữa, khỏi mất phước báu ha. Còn tài dâm đối với mất phước đó thì tùy mỗi quốc gia, mỗi vùng miền khác nhau. Cái này không luận được là ai mất phước báu nhiều hơn, bởi vì nhiều khi ở vùng miền đó thì có khi là người phụ nữ mất phước nhiều hơn, nhưng mà ở vùng khác thì người nam lại mất phước nhiều hơn, tùy vào cái định kiến văn hóa của xã hội ở cái vùng miền đó. Còn chấp kiến thì nãy mình nói rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ qua một cái khái niệm gọi là vật chất không gian để mà làm xuyên làm rõ hơn cái cấu trúc con người của chúng ta. Tại sao mà có những cái chúng ta có thể nhìn thấy, có những cái chúng ta không nhìn thấy được. Thì để mà hiểu được là công đức phước đức á, đối với cuộc đời của chúng ta có cái giá trị như thế nào, có cái lợi ích ra sao á, thì mình hiểu cái khái niệm về vật chất không gian này thì mình sẽ biết được là cái sự tầm quan trọng của công đức phước đức ha. Thì chúng ta quan sát những gì mà chúng ta thấy được gọi là vật chất á, những ta thấy được, sờ được, cầm nắm được là vật chất phải không ạ? Vật chất không gian, vật chất và không gian. Ngủ hết chưa cả nhà? An vui xong rồi cái chỗ an vui là mình xong rồi, bây giờ mình qua vật chất và không gian. Rồi. Vậy thì khái niệm mà những gì chúng ta thấy được trong mắt chúng ta thì chúng ta gọi đó là vật chất, và những gì mà vô hình trong mắt chúng ta thì chúng ta gọi đó là không gian, mình không thấy được thì nó gọi là không gian. Thì vô hình chung cái khái niệm đó làm cho chúng ta khó sở hữu được những gì mà mình không thể nhìn thấy, không thể chạm được, không thể cảm nhận được, không thể cầm nắm được ha. Thì mình gọi là mình không có cảm nhận được nó, thì mình gọi làm gì? Mình khó để mà sở hữu nó trong cuộc sống, cho nên là mình có một cái khái niệm khác về không gian, vật chất và không gian. Thì cái khái niệm mới này á, chúng ta sẽ đơn giản để mà sở hữu cái điều mà mình mong muốn hơn là cái khái niệm về vật chất như ngày hồi sau hồi nào đến giờ chúng ta vẫn đang hiểu về nó ha. Có nghĩa là gì? Ngày xưa chúng ta, giờ chúng ta không có sở cơ hội để sở hữu nó, bây giờ mình chuyển qua cái khái niệm mới thì mình sẽ có được cái cảm nhận giống như An Trang là đang sở hữu mà không sở hữu bữa giờ là sở hữu mà không sở hữu là nhiều lắm luôn
Vậy thì cái viết này phải không, cái viết này có phải chúng ta thấy nó là cái vật, nhưng mà xung quanh cái viết này thì sao ạ? À? Chúng ta không thấy gì hết nên chúng ta gọi là không gian. Vậy thì xin vẽ một cái hình ha. Vật chất không gian, đây là cái rồi hình, đây là cái bàn. Trên cái bàn này là có quả bóng, có một người quan sát cái bàn này, cái quả bóng này, có một cái đôi mắt quan sát cái quả bóng này. Rồi thì khi mà quan sát cái quả bóng này thì đây là người quan sát. Và đây là vật được quan sát. Đây là vật được quan sát. Thì có phải là người này thấy quả bóng này cho nên là đang quan sát quả bóng này không ạ? Vậy thì với cái khái niệm mới thì chúng ta sẽ dùng dùng khái niệm, dùng thông tin ở của cấp 2 ở trong vật lý 2 để mà chúng ta giải thích cái khái niệm này ha. Đâu đó thì tất cả mọi vật ở trong mọi vật mà chúng ta thấy được á thì nó là hữu hình đối với chúng ta, còn những gì mà chúng ta không thấy được thì nó vô hình, thì những gì hữu hình là đơn giản để mà chúng ta sở hữu. Vậy thì bây giờ chúng ta tìm hiểu xem là tại sao chúng ta thấy bất cứ vật gì đó là do đâu mà chúng ta thấy nó và do đâu chúng ta không thấy nó ha. Thì các nhà khoa học có một cái khái niệm để chúng ta nắm bắt, đó là mọi vật chất được cấu tạo từ các phân tử nhỏ hơn nữa là các nguyên tử và nhỏ hơn nữa là các hạt. Mà khi các hạt này di chuyển, các hạt này thì luôn luôn di chuyển ha trong không gian, và khi nó di chuyển thì tạo ra cái tần số rung động năng lượng. Alo. Đi ra biết ơn. Tạo ra cái tần số rung động năng lượng ha. Khi mà các hạt này di chuyển thì sẽ tạo ra tần số rung động năng lượng. Mà khi di chuyển chậm á, thì đâu đó là chúng ta vẫn thấy được bằng con mắt của mình, chậm thì mình vẫn thấy được. Còn di chuyển nhanh hơn nữa thì mình thấy cái bóng. Con người chúng ta với đôi mắt của chúng ta thì chúng ta thấy cái bóng thôi. Và khi mình di chuyển siêu nhanh, rất 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 là nhanh đó ha, rất nhanh, thì chúng ta gọi nó là sóng, bởi vì mắt mình không thể nào nhìn thấy nó được nữa. Rồi. Vậy thì có phải là sóng là mình không thể nào thấy nó ở nó các hạt này ở dạng sóng là mình không thể nào thấy được ha, bởi vì nó di chuyển quá nhanh tạo ra sóng, thì có phải là nó vô hình trong mắt chúng ta không? Vậy theo các nhà khoa học, các chuyên gia chúng ta, một cái định nghĩa cực kỳ đơn giản là nếu mà vật mà mình quan sát, vật quan sát với người quan sát mà tương đồng tần số rung động năng lượng á, tương đồng cái tần số rung động năng lượng thì người quan sát sẽ thấy được vật quan sát ha, vật quan sát trở thành vật chất trong mắt người quan sát. Còn nếu mà vật quan sát và người quan sát không có cùng tần số rung động năng lượng thì sao ạ? À? Thì người quan sát sẽ không thấy được cái vật quan sát, lúc đó nó trở thành không gian trong mắt người quan sát. À, sóng nghĩa là không gian trong mắt người quan sát không? Tương đồng về tần số rung động năng lượng thì sẽ trở thành vật chất. Còn mà khi không tương đồng về tần số rung động năng lượng á, thì sẽ là không gian trong mắt người quan sát. Vậy đây là mình đang có một khái niệm mới về vật chất và không gian. À, vậy thì hàng ngày mọi người nghe âm thanh nào đó mà chúng ta đang nghe trong ngưỡng của tai nghe của mình á, thì song song với ngưỡng tai nghe thì chúng ta có thể nghe được, nhưng mà nếu mà cái tầng
sóng đó nó tồn tại ở cái chỗ là siêu âm hay là hạ âm thì chúng ta không nghe được, nhưng mà có những con vật có thể nghe được phải không ạ? Thì những âm thanh đó nó bình thường là vẫn tồn tại, chỉ có điều là chúng ta không nghe được thôi, nó trở thành vô hình, trong vô hình không, bởi vì chúng ta không cùng tần số rung động, không cần tần số rung động năng lượng, cho nên chúng ta không nghe được những âm thanh đó. Mà nó vẫn tồn tại, chỉ là chúng ta không biết đến sự tồn tại của nó mà thôi, bởi vì chúng ta không tương đồng tần số với nó. Hay là mình đã từng bắt đài radio mà chúng ta dò đài á, nếu mà đúng tần số thì sao, mình nghe được. Còn mà không đúng tần số thì mình không nghe được, mình chỉ nghe rè 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 ở nhà ha. Đó thì cái đó là cái thấy rồi đến cái nghe, mình giải thích rồi. Vậy thì mọi người cảm thụ hay nhận thấy được không phải là do mắt mà là trong không gian của chúng ta có cái tồn tại sóng wifi, sóng điện thoại, nhưng mà chúng ta không thấy nó, bởi vì đâu đó là chúng ta không cùng tần số rung động năng lượng cả nhà. Và cái thân của chúng ta đó, thì ngoài cấu tạo là bằng điện từ âm dương thì thân của chúng ta còn được cấu tạo bởi gì nữa? Ngoài điện từ âm dương ra thì mình còn có đất, nước, khí, lửa nữa phải không ạ? Cấu tạo bằng đất thì mình dễ nhìn thấy nước, dễ nhìn thấy nhất. Cấu tạo bằng nước, bằng khí, bằng lửa, bằng điện từ. Vậy thì cấu tạo bằng đất là chúng ta dễ nhìn thấy nhất. Còn nếu cái gì cấu tạo bằng điện từ á, thì nhiều khi chúng ta chỉ có thể là cảm thụ được. Mà nhưng có nhiều người người ta lại không cảm thụ được điều đó. Dữ liệu như là gió mà thổi đến chúng ta thì có phải là trong người chúng ta cũng có khí, cho nên sao mình cùng tần số rung động năng lượng với gió, cho nên là mình cảm thụ được gió. Hay là hơi ấm, nhiệt cũng vậy, bởi vì trong cơ thể chúng ta có nhiệt, có hơi ấm, cho nên là khi mà đốt nóng thì chúng ta cảm thụ được, cảm nhận được trong cơ thể mình có nhiệt. Rồi chúng ta cảm thụ được nước, bởi vì trong cơ thể mình có nước là mình cũng đang cùng cái tần số rung động năng lượng á. Đó, vậy thì qua cái nền tảng hiểu biết của nhân sinh quan, thế giới quan và vũ trụ quan á, thì bất cứ ai cho đang sống trong nhân loại này cũng không thể nào vượt qua cái sự trải nghiệm của ba cái nhân sinh quan và thế giới quan và vũ trụ quan nè ha. Vậy thì mọi trải nghiệm của con người chúng ta là chúng ta cảm thấy nó thế nào, nhận thấy nó ra sao, nhìn thấy cái gì, hay là cảm nhận về cuộc đời này như thế nào á, hiện tại là đang trải nghiệm thông qua những trải nghiệm về nhân sinh quan, trải nghiệm về thế giới và trải nghiệm về vũ trụ. Đó thì tất cả những trải nghiệm này nè đều lệ thuộc vào tần số rung động năng lượng. Tất cả những trải nghiệm này đều lệ thuộc vào trải nghiệm của nhân sinh quan, thế giới quan và vũ trụ. Thế giới, nhân sinh. Thì tất cả những trải nghiệm này đều lệ thuộc vào tần số rung động năng lượng của chúng ta. Vậy thì tần số rung động con năng lượng của con người chúng ta tương đồng với cái gì đó thì chúng ta mới cảm thấy được nó, mới nhận thấy được nó và nhìn thấy được cái điều đó ha. Vậy thì việc mà chúng ta trải nghiệm nhân sinh quan, thế giới quan, vũ trụ quan nó lệ thuộc vào cái việc mà tần số rung động năng lượng của chúng ta ra sao mà chúng ta có những trải nghiệm tương ứng như vậy ha. Cảm thấy và nhận thấy nó lệ thuộc vào tần số rung động năng lượng bên trong con người chúng ta. Vậy có những giây phút mà chúng ta trải nghiệm về nhân sinh, chúng ta cảm nhận được là việc bất như để ý đến với chúng ta thường xuyên, nhưng mà có những con người thì sao, họ bị ốm đau bệnh tật, là có nhiều bất như đến trong cuộc đời á, thì họ khổ, họ nói là họ khổ phải không? Thì trong quá trình nghiên cứu như vậy, có một số chuyên gia họ cho ba ra cái khái niệm. Thứ nhất là khái niệm về tần số rung động năng lượng thấp. Tần số rung động năng lượng thấp, tần số rung động năng lượng cao và tần số rung động năng lượng siêu cao. Thì tần người nào có tần số rung động
năng lượng thấp á, thì cuộc đời của họ lại có nhiều đau khổ bất như ý xảy đến. Trải nghiệm nhân sinh của họ tệ, rồi thân hình của họ bệnh tật ốm đau, nhiều bất như ý xảy ra đến với họ. Rồi bởi vì đâu đó thì trong họ có tần số rung động năng lượng rất là thấp, nên họ trải nghiệm nhân sinh, thế giới, vũ trụ quan đều là những trải nghiệm bất như ý. Trải nghiệm bất như ý. Còn những người mà có tần số rung động năng lượng cao thì đời sống vật chất của họ tốt, rồi đời sống tinh thần của họ cũng ngon hơn, nhưng cũng chưa phải là tốt cho lắm ha. Thì người có tần số rung động thì những người này thường là có nhiều điều như ý xảy ra trong cuộc sống. Còn những người có tần số rung động năng lượng siêu cao á, thì đời sống vật chất của họ rất là tốt, nhưng mà đời sống vật chất thì đâu đó cũng chưa có nhiều. Cuộc sống của họ thì không có gì bất như ý, cũng không có gì như ý cả. Không bất như ý, cũng không có gì như ý. Thì tất cả mọi vật chất trong thế giới của chúng ta đều có nguồn năng lượng, đều có tần số rung động năng lượng riêng của nó ha. Mà từ cái viết đến viên đá đến cái cây, có nhà khoa học bây giờ đã làm ra, họ đã phát minh ra cái máy để đo cái tần số rung động năng lượng của cây đó cả nhà. Thì đợt trước em coi trên YouTube hay Facebook đó, là khi mà họ có cái máy mà họ cắm vào cái cây nào đó, là họ sẽ cho ra những cái bài hát khác nhau. Mỗi cái cây nó có một cái gọi nguồn năng lượng khác nhau, cho nên là đưa ra những cái tần số rung động năng lượng, cho nên là ra một cái gọi là cái bản nhạc giao hưởng khác nhau á, khá là hay cả nhà. Thì có những người chưa bao giờ có cơ hội được tiếp cận đến, ví dụ như là những cái đồ mắc tiền xa xỉ như là kim cương, hay là đi vào một khách sạn 5 sao chẳng hạn, chưa bao giờ được ăn một món ngon. Thì đó là bởi vì sao? Tần sóng rung động năng lượng của họ rất là thấp, cho nên họ xa rời cái cuộc sống vật chất ha, cuộc sống như ý. Vậy thay vì là mình kiếm cách để mà thu hút những cái vật chất đó, thì bây giờ mình hãy làm cách nào đơn giản nhất để mình nâng cao cái tần số rung động năng lượng của bản thân lên. Thì khi mình nâng cao tần số rung động năng lượng của bản thân lên, mình sẽ có cơ hội để mà tiếp cận với đời sống vật chất tốt và tinh thần tốt ha. Đó là do có những người người ta sở hữu tài sản vật chất tốt nhưng mà đời sống tinh thần rất là tệ, thì sao? Bởi vì cái tần số rung động năng lượng của họ không tương đồng với lại là cái đời sống tinh thần cao. Còn an vui hạnh phúc là những tần số rung động năng lượng siêu cao ha, đặc biệt là an vui á, nó ở chỗ siêu cao, không có gì như ý, cũng không có gì bất như ý cả, thì rất là an vui. Thì có nhiều người cả cuộc đời của họ đời sống vật chất rất là đủ đầy, nhưng mà đời sống tinh thần thì sao ạ? Không thể nào có được, bởi vì họ chưa có tương đồng với cái tần số rung động năng lượng của siêu cao để mà có được cái đời sống tinh thần cao hết ha. Nhưng mà đâu đó thì họ có cái tần số rung động năng lượng cao, cho nên là đời sống vật chất của họ rất là ngon lành ha. Vậy thì bây giờ mình làm sao để nâng cao tần số rung động năng lượng ha, bằng cách là có trong xã hội thì có phải là người ta thường dùng gọi là phong thủy không, là đeo đá quý, hay là thay đổi việc trang hoàng nhà cửa đó để mà nâng cao cái tần số rung động năng lượng lên đó. Rồi mặc quần áo màu như thế nào, đeo mang đồ gì, trang sức như thế nào, ở đâu thì sẽ thay đổi cái tần số rung động năng lượng của họ để mà họ đạt được cái điều họ mong muốn ha. Thì khi mà mình nhìn vào cái cấu trúc con người chúng ta ha, thì mình hiểu là thân tứ đại của chúng ta là mỗi người có một cái tần số rung động năng lượng riêng. Thì khi mà mình nâng lên thì mình nâng được cái chất lượng về thể chất của chúng ta ha, cái thân tứ đại của chúng ta nè. Nếu mà mình nâng được cái thân lên thì gọi là sức khỏe của mình nâng lên không cả nhà, thì khi đó mình cũng nâng được cái tần số rung động năng lượng lên ha. Thì đâu đó là nhờ tập luyện nè,
nhờ bổ sung dinh dưỡng chất ăn uống nè đó. Cho nên là anh chị em nào ở đây mà tập luyện nhiều mà không biết bổ sung năng lượng đó, thì sao lâu dần mà tần số rung động năng lượng hạ xuống thì mình không có, về lâu về dài mình không có đạt được cái điều mình mong muốn về thể chất á. Đó. Cho nên là nếu mà mình nâng cái thân mình lên bằng cách nâng cái tần số rung động năng lượng qua việc tập luyện thể chất, thì mình cần phải kèm với việc là bổ sung dinh dưỡng cái chất ăn uống để mà cân bằng đất, cân bằng nước, cân bằng hơi ấm, rồi cân bằng khí trong cơ thể mình nữa. Nếu mà thể khí mà con người chúng ta được nhận trong con người á, nếu mà thể khí khi mình mở khí hải cả nhà thì mình nhận được cái khí trong con người chúng ta, thì có phải là cái tần số rung động năng lượng của thân mình nó sẽ đổi không? Và tần số rung động năng lượng của thân đổi thì sao? Lúc đó toàn bộ cái tần số rung động năng lượng của chúng ta cũng sẽ thay đổi sao? Đấy. Cho nên là cái việc mà chúng ta rèn thân ha khá là quan trọng để mà mình nâng cái tần số rung động năng lượng lên. Đó là lý do tại sao mà từ mentor 4 thì cộng đồng quýt của chúng ta bắt đầu tập trung rất là nhiều vào cái gì, luyện tập sức khỏe mỗi ngày, khỏe hơn, đẹp hơn, thân hình thân khỏe ha, để mà nó nâng cao cái tần số rung động năng lượng của cơ thể mình lên đó, nâng cao cái tần số rung động năng lượng của thân lên, thì khi mình sẽ có những cái trải nghiệm khác về nhân sinh quan, thế giới quan, vũ trụ quan không ạ. Nên là việc rèn thân để mà nâng cao tần số rung động năng lượng thì mình sẽ rèn thân. Vậy thì có phải là khi mà mình khỏe mạnh đó, thì đâu đó là mình tự nhiên mình còn thấy làm sao mọi người xung quanh dễ thương, đơn giản để mà chơi, để mà đùa không? Còn mà khi mà mình khó chịu, khi mà cái thân mình mà không được khỏe đó, thì có ai có làm gì mình cũng cảm thấy là khó chịu hết á ha. Cho nên là cái trạng thái rung động năng lượng của mình nó tương ứng với cái thân á, thì nội tâm của mình cũng ngon hơn, cũng được cái thân kéo lên ha. Nhưng mà bây giờ thân thể đau nhất rồi thì sao, mình cũng khó mà chơi với ai, bực bội khó chịu, ai mà nói lớn tiếng một cái là mình cảm thấy không ưa rồi đó, phải không? Thì cái việc mà mình luyện tập thay gân đổi cốt nè, hay là luyện tập bơi nè, luyện tập chạy nè, là một cái cách để mà mình nâng cao cái tần số rung động năng lượng ha bên ngoài cái thân. Và khi mà nâng cao tần số rung động bên ngoài thân thì sao ạ? Kết hợp với việc mình học lớp, nâng tầm nhận thức nội tâm, nâng cái nội tâm nhận thức của nội tâm lên. Thì khi đó cái tần số rung động năng lượng bên trong cái tánh của mình đó, nó cũng sẽ được nâng lên, thì tương ứng với tần số rung động năng lượng của cơ thể cũng tăng lên nữa ha. Thì thân đổi rồi thì bên ngoài đổi và bên trong thân cũng đổi luôn. Cho nên là mình rèn thân và học nội tâm và thấu hiểu nội tâm nè, thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui đó, thì mình sẽ nâng được cái tần số rung động năng lượng bên trong cấu trúc con người ở hai cái tầng điện từ âm dương ha. Đó. Vậy thì tần số rung động năng lượng của chúng ta ngoài cái yếu tố thân thì nó tác động trực tiếp tới trạng thái rung động điện từ của nội tâm. Đó. Trạng thái rung động điện từ của nội tâm tác động trực tiếp tới tần số rung động năng lượng. Trạng thái rung động điện từ nội tâm rung động điện từ nội tâm này tác động trực tiếp lên cái tần số rung động năng lượng của chúng ta. Thì trạng thái rung động điện từ nội tâm này, hay gọi cách đơn giản là trạng thái nội tâm thôi á,
bỏ cái rung động điện từ đi, gọi là trạng thái nội tâm ha, trạng thái nội tâm. À, thì tần số rung động năng lượng của con người lệ thuộc vào trạng thái rung động điện từ của nội tâm. Thì trạng thái rung động điện từ nội tâm là có âm nè, rồi có âm, âm nè, có dương nè, và có cân bằng. Âm dương và cân bằng ha. Thì khi mà trạng thái nội tâm của con người cân bằng thì lúc đó cái tần số rung động năng lượng phát ra cao và siêu cao. Dương và cân bằng thì tần số rung động năng lượng phát ra cao và siêu cao ha. Còn nếu mà thân của mình mà khỏe nữa thì mình hợp với cái thân bên trong trạng thái rung động điện từ nội tâm ở bên trong à, phát ra mà cao siêu cao, kết hợp với việc là mình rèn thân nữa thì sao ạ? À? Thì ban đầu cơ thể mình được có cái sự hòa hợp bên trong và bên ngoài á. À, hả? Đó, cho nên là tần số rung động năng lượng của mình, tần số trạng thái rung động điện từ nội, cho nên là tần số rung động năng lượng của mình sẽ ở cái chỗ là siêu cao á, thì thân mình sẽ bắt đầu qua thời gian sẽ thay đổi từ từ, thân khỏe lên. Và lúc đó thì tần số rung động năng lượng của chúng ta phát ra, chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm khác đi về nhân sinh quan, về thế giới quan, vũ trụ quan. Thì bây giờ nếu như mà trạng thái nội tâm của một con người bị âm đi ha, sau đó cộng với thân không khỏe nữa, thì có phải là tần số rung động năng lượng lúc đó rất là thấp không? À, còn mà thì khi mà mình bị thấp như vậy thì dễ dẫn đến cái việc gì cả nhà? Hoại thân. Qua thời gian từ đó, cái thân mình nó bị hủy hoại đi từ từ á. Vậy thì nếu như mà mình nâng cái tần số rung động năng lượng của mình lên, nâng cái trạng thái nội tâm của mình lên dương và cân bằng á, mà mình chưa tác động được cái thân để đổi nữa thì cuộc sống mình vẫn chưa thay đổi. Cho nên là sao? Thời gian qua là Minh Sư đang đẩy mạnh cái việc là phát triển về thân, để mà cái thân của chúng ta nó thay đổi cái trạng thái rung động điện từ ha, thì cái tần số rung động năng lượng nó thay đổi, thì kéo theo là trạng thái nội tâm chúng ta sẽ cân bằng và hướng dương. Sau khi mà mình rèn thân của mình khỏe thì từ đó sao, cuộc sống cũng sẽ thay đổi, và cái sự thay đổi này được cân bằng hài hòa giữa bên trong trạng thái nội tâm và bên ngoài tần số rung động năng lượng, cho nên là nó sẽ rất là bền vững. Rồi vậy thì cái trạng thái nội tâm của chúng ta chỉ cân bằng và hướng dương, sau đó mình đổi về thuận duyên, mình đổi về thân ha. Thì đâu đó Minh Sư nói là khoảng 3 năm là cuộc sống của chúng ta sẽ có một cái sự thay đổi vượt bậc á. Rồi kết hợp với lại là mình làm bảy bố thí để mà rút ngắn cái khoảng thời gian thay đổi này ha. Ai mà có những căn duyên tốt thì sao, thì đâu đó sẽ thay đổi nhanh hơn. Còn ai mà có căn duyên chưa đầy, chưa đủ phước báu thì mình sẽ thay đổi lâu hơn. Nhưng mà mình biết cách là mình, khi mà mình ứng dụng bảy bố thí quan trọng đời người trong cuộc sống thì sao, mình sẽ rút ngắn cái thời gian mà mình chuyển hóa. Cho nên trạng thái nội tâm của con người cân bằng và hướng dương, cân bằng và hướng dương sẽ lệ thuộc vào cái nhận thức nội tâm của người đó. Nhận thức nội tâm. Và nhận thức của nội tâm của một người thì ảnh hưởng trực đi tiếp đến cái trạng thái nội tâm ha. Nhận thức nội tâm ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái nội tâm ha. Nhưng mà đâu đó do có công đức phước đức thì ảnh hưởng con người mà đã có nhận thức rồi á, mà có công đức phước đức thì sẽ cho ra trạng thái nội tâm cân bằng và hướng dương ha. Này, cái này cần phải tích công đức phước đức nè. Ngoài việc là nhận thức mình tăng trưởng thì mình cần tích thêm công đức phước đức đó, thì mình mới có cái được cái trạng thái nội tâm cân bằng và hướng dương nha cả nhà.
Vậy thì có ba cách để mà tác động trực tiếp đến tần số rung động năng lượng. Thứ nhất là cái nhận thức nội tâm, thứ hai là mình tích tạo công đức phước đức, và thứ ba là rèn thân cho khỏe ha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua một cái khái niệm gọi là khu vườn tiềm thức. Thì cái khái niệm này giải thích cho chúng ta biết được là trong tổng nghiệp của chúng ta nhé, cái công đức tích phước đức được tích tạo từ đâu ra ha, công đức phước đức này nhỉ? Được tích tạo từ đâu ra, thì khi mình giải thích được cái nhận thức nội tâm, mình biết được cái giá trị thật sự, cái lợi ích của công đức phước đức ấy. Còn bây giờ là mình sẽ qua cái khái niệm về khu vườn tiềm thức để mà mình biết được là cái những cái hạt phước đức, hạt công đức này á, là khi mà cái khối mình có khối điện từ cân bằng tích lũy vào con người chúng ta, thì chúng ta có những hạt phước và hạt công ha, mà mình biết cách để mà dùng ít nó đi, quản trị nó lại, thì cái trạng thái cân nội tâm của mình á, nó sẽ ở cái nhận thức cao, và khi mà nhắc đến điều gì thì mình sẽ ở trạng thái cân bằng và hướng dương. Thì qua thời gian cái tần số rung động năng lực của chúng ta chính thức nó đổi ha, và từ đó trải nghiệm của nhân sinh, trải nghiệm của thế giới của chúng ta hoàn toàn thay đổi ha. Thì trong cái khái niệm về khu vườn tiềm thức, chúng ta có một cái khái niệm gọi là huân tập. Thì con người chúng ta có phải là có ngũ quan không, giác quan, thông qua nghe thấy nói biết ha, thì chúng ta huân tập vào bên trong chúng ta, đơn giản là chúng ta qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ha, thì mình phải thông qua những cái nghe thấy nói biết hàng ngày trong cuộc sống đó, chúng ta đón nhận một thông điệp nào đến chúng ta thì phải qua cái lớp tánh và lớp tình và nếu mà cái nghe của chúng ta mắc ở dính mắc ở lớp tình và lớp tánh, thì khi đó là chúng ta đang huân tập vào huân tập nghe thấy nói biết, nghe thấy nói biết, huân tập thông qua lớp tánh và lớp tình của con người. Vậy thì những gì mà chúng ta biết ở thời điểm này có phải là đã được huân tập thông qua những gì mà chúng ta nghe thấy nói biết ở trong quá khứ không cả nhà? Mà những gì chúng ta nghe thấy nói biết ở trong quá khứ nó quyết định những gì chúng ta nghe thấy nói biết trong hiện tại. Tại vì sao? Tại vì những gì mà chúng ta nghe thấy nói biết trong quá khứ á, thì là chúng ta đã huân tập nó vào, mình cất vào một cái nơi gọi là tàng thức ha, và dựa vào những gì chất chúng ta cất giữ trong tàng thức là của nhà Phật, còn tiềm thức là cái từ mà khoa học dùng á, thì sẽ quyết định cái chúng ta nghe thấy nói biết ở hiện tại. Vậy thì trong con người chúng ta, mình có nghe thấy nói biết những kiến thức mình sẽ đã được huân tập từ gọi là hằng hà sa số đời rồi, những nghiệp duyên của con người chúng ta trong quá trình mà chúng ta tiếp xúc với con người á, cũng được huân tập vào bên trong và chúng ta và cất ở trong cái khu vườn tiềm thức đó, thì những cái nghiệp quả trong quá khứ chúng ta cất vào trong tiềm thức ha. Còn tổng nghiệp chứa trong tiềm thức là có tổng nghiệp thức, tổng nghiệp duyên, tổng nghiệp quả thì thông qua huân tập nghe thấy nói biết này, thông qua lớp tánh lớp tình huân tập vào con người chúng ta ha. Vậy thì mình hình dung là mình có một cái mảnh vườn đó. Mảnh vườn này là có những hạt thức, có hạt thức những hạt là hạt duyên, và những hạt gọi là hạt quả.
quả, thất duyên quả. Vậy thì chúng ta lấy cái hình ảnh của cái khu vườn này là một mảnh đất màu mỡ đại diện cho tiềm thức của con người chúng ta, lưu giữ những gì chúng ta nghe thấy nói biết trong quá nghe thấy nói biết trong quá khứ từ hằng hà sa số đời ha cả nhà đó, và lưu giữ lại thông qua lớp tánh và lớp tình của con người, thì nó gọi là huân tập thông qua lớp tánh và lớp tình của con người. Thì những gì mà mình huân tập vào nghe thấy nói biết thông qua lớp tính lớp tình từ hằng hà sa số đời thì lưu giữ vào trong khu vườn tiềm thức này. Vậy thì qua nhiều đời nhiều kiếp á, thì trong nhà Phật gọi là nó cất giữ trong cái khu vườn tiềm thức này, thì đại diện cho một cái mảnh vườn là trồng những cái cây. Cây này tên là cây tổng nghiệp thức, là cây thức ha, cây duyên cây quả, thì đây gọi là tổng nghiệp. Tổng nghiệp tổng nghiệp thì tổng tất cả các hiểu biết của chúng ta, tổng nghiệp thức là tổng tất cả những hiểu biết của chúng ta cộng lại từ hằng hà sa số đời thông qua nghe thấy nói biết phân tập vào lớp tánh và lớp tình của con người chúng ta, cất trong não bộ, cất trong cái tiềm thức của chúng ta ha. Thì mỗi một cái hiểu biết của chúng ta đại diện cho một cái cây trong mảnh vườn này, và cái cây đó từ hằng hà sa số đời có những cây thì đã cho là cây, có những cây đang ở hạt mầm, có những cây đã cho ra quả, có những cây đã trổ ra rồi ha, có lớn lớn lên đã trổ ra rồi. Thì tất cả này nằm trong cái kho tổng nghiệp của chúng ta, tổng nghiệp của tiềm thức. Thì có phải là thật là hiện nay ngày hôm nay chúng ta đang biết, điều chúng ta đang biết á là nó đã trổ quả về thức rồi á, còn nhiều do nhiều năm trước chúng ta không biết, thì chứng tỏ là sao, nhiều năm trước nó đang còn ẩn ở dưới cái hạt mầm, nó chưa ra cây, chưa ra quả. Thì ngay bây giờ chúng ta biết những cái tri thức về nhân sinh quan này là do đâu đó những cái hạt mầm đã trổ quả ha. Và trong hằng hà sa số đời chúng ta cũng có những cái mối nhân duyên, cái cây gọi là cây duyên ha. Cái duyên ở đây liên quan tới con người của chúng ta và những con người mình quen biết, có những con người mình chưa quen biết ha, rồi mình từ từ sẽ quen biết. Thì có phải là mọi người vào cả nhà ở đây mà nghe em nói chuyện biết còn thất không? Thì có phải là đó đó nhiều khi mọi người có được một cái số cái hiểu biết gì đó, rồi một ngày nào đó đẹp trời mà tự nhiên trong một cái lớp nội tâm hay là trong một những cái lớp mentor master mà có ai đó phát biểu, tự nhiên cả nhà lại được sáng lên về một cái điều gì đó, thì có phải là nhờ cái mối nhân duyên của con người đó mà kích được cái nghiệp thức bên trong cả nhà không? Cho nên là minh sư của chúng ta luôn tạo điều kiện cho mọi người chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra để mà kích hoạt nghiệp thức của lẫn nhau. Chỉ có nghiệp duyên đó mới có thể kích được cái nghiệp thức đó, chỉ có thể nghiệp duyên đó mới kích được cái nghiệp quả đó. Thì cái tổng nghiệp nghiệp thức này là trong tiềm thức của chúng ta có hằng hà cây số cây, cây đó gọi là cây thức và cây duyên và cây quả ha. Đó thì đây là mảnh vườn tiềm thức. Vậy thì khi mà mảnh vườn tiềm thức này á thì có một cái người chủ vườn tên là cái ông Ý ha. Ông Ý rồi. Thì chúng ta có, nếu mà chúng ta tin vào một cái khái niệm gọi là có ba cái giả thuyết về khái niệm của định mệnh, vận mệnh và nghiệp mệnh ha cả nhà. Thì trong chúng ta ai mà tin vào tổng nghiệp á, có tổng nghiệp thức, tổng nghiệp duyên và tổng nghiệp quả ha. Thì khi mà mình huân tập cái nghe thấy nói biết thông qua lớp tính tánh lớp tình vào tiềm thức của chúng ta tạo nên tổng nghiệp á, thì thường mọi người tin vào cái gì, định mệnh ha, hoặc là vận mệnh. Mọi người sẽ tin vào định mệnh nè, hoặc là vận mệnh.
Nếu mà chúng ta đâu đó mà tin vào định mệnh hoặc là vận mệnh thì chúng ta đang bị kiểm soát bởi cái định mệnh và vận mệnh đó ha. Chúng ta không có quyền quyết định. À, nhưng mà nếu mà chúng tin vào nghiệp mệnh, nghĩa là tin vào tổng nghiệp á, hả, thì khi đó mình có quyền để quyết định cái mặc dù tổng nghiệp của chúng ta, tổng nghiệp huân tập vào những gì nghe thấy nó biết của chúng ta trong quá khứ ha, không có lấp tánh lấp tình ha, thì ở đời này chúng ta sẽ cũng được quyết định bởi tổng nghiệp, nhưng mà mình có quyền chọn lựa cái nghiệp mệnh gì mà mình mong muốn trổ ra ngoài ha. Thì đó là thuyết nghiệp mệnh đó. À, nên khi vào tin vào định mệnh và vận mệnh thì mình không thể thay đổi được gì hết, nhưng mà nếu mình tin vào nghiệp mệnh thì bản thân mình có thể chọn lựa cái gì mà trổ ra bên ngoài trong cuộc sống của mình ha. Vậy thì ở một giai đoạn nào mình làm gì thì mọi người nhiều khi cũng không có kiểm soát được, bởi vì tất cả những điều đó đã quy định sẵn trong cái tổng nghiệp nghiệp mệnh của mình rồi. Nhưng mà khi chúng ta có ăn học thì sao mình biết là cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ trong tôi, thì từ quá khứ của chúng ta đó, chúng ta hiểu được cái đạo lý này thì khi đó mình biết là mình không kiểm soát được, nhưng mà mình có thể chọn lựa để mà huân tập vào cái đời này những cái nghe thấy nó biết thông qua lớp tính tánh và lớp tình, để vào cái tiềm thức một những cái tổng nghiệp duyên tốt ha, những cái tổng nghiệp thức tốt và những cái tổng nghiệp quả tốt ha. Thì khi mà mình có cái sự vận hành của tổng nghiệp, nó không lệ thuộc hoàn toàn vào thì sẽ lệ thuộc hoàn toàn vào công đức phước đức của chúng ta. Khi mà mình tích tạo công đức phước đức thì khi đó là tổng nghiệp của mình có thể thay, gọi là không phải thay đổi được, tổng nghiệp của mình là mình có thể chọn lựa để cho những hạt công đức phước đức này nhiều hơn, phân tập nhiều hơn. Thì có phải là khi mình làm bảy bố thí thì khi đó là mình đang tích thêm công đức phước đức cho chính mình, thì cái nghiệp duyên, nghiệp thức, nghiệp duyên, nghiệp quả nè, mang cái điện từ dương sẽ nhiều hơn là cái điện từ âm không đó. Và khi mà điện từ dương mà nhiều hơn điện từ âm thì mình có thể chọn lựa cho công ý này nè, đi vào và tưới cây những cây mà có điện từ dương, thì để mà cây điện từ dương trổ ra cái quả để mà chúng ta có được cái chọn lựa ở đời sống này ha. Thì cái ông chủ vườn ông ý này nè, ông ghé thăm một cái cây, ông tưới nước bón phân cho cái cây đó phát triển. Nếu ý của mình đặt ở đâu mà trạng thái nội tâm của mình theo cái chiều hướng đó, chiều hướng âm á, thì về lâu về dài có phải là ông ý này ông sẽ nghe theo mình và ông đi tưới những cái cây mang điện từ âm không? Mà khi mà cây mang điện từ âm mà nó trổ ra thì là mình sẽ có cuộc sống bất như ý. Còn nếu như là cái ông ý đó mà ổng đi tưới cái cây mang điện từ dương ha, bởi vì mình nghĩ về một vấn đề gì đó với điện từ dương thì ổng sẽ đi tưới cây điện từ dương để nó trổ ra cái quả là cuộc sống như ý của mình ha. Cho nên là khi mà mình nghe kiến thức nội tâm á, thì có những người mới đầu nghe chưa hiểu, nhưng mà sau một thời gian thì sao giới thiệu người vào học ha, tích thêm công đức phước đức á, giới thiệu người vào học thì họ bắt đầu họ hiểu ra, họ sáng ra. Thì tổng nghiệp của con người là từ hằng hà sa số đời, nói chung hầu như là tổng nghiệp đều như nhau, là đều có những cái thức, cái duyên và cái quả như nhau. Ai cũng đã từng có gia đình, ai cũng có từng có quyền cao chức trọng, cái địa vị gì đó, nhưng mà qua cái quá trình phân tập ở đời này á, thì mình có quyền để mà chọn lựa cái cây như ý trồi ra hay là cái cây bất như ý trồi ra, là từ cái tần số rung động năng lượng của mình đang ở cân bằng âm dương, cân bằng âm dương hay là cân bằng ha. Vậy thì khi mà trạng thái của mình ở âm á, thì mình sẽ có nhiều điều bất như ý xảy ra trong cuộc sống của mình, bất như ý.
Còn khi mà mình có điện từ dương thì sẽ có nhiều nhiều điều như ý xảy ra trong cuộc sống của mình, và nếu mà đâu đó mình mang cái điện từ cân bằng thì sẽ có những cái không như ý cũng như là không bất như ý. Ví dụ nào mà người nào mà có phước trong hôn nhân á thì hàng ngày sẽ chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp về con cái, về gia đình, phải không? Còn người nào mà thiếu phước á, trong hôn nhân á, thì tích ác đức thì trong đầu họ chỉ hiện ra những điều xấu mà thôi. Vậy thì việc chúng ta tích tạo công đức phước đức nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta trong việc mình lựa chọn những cái thức duyên quả nào trồi lên. Nên thay vì ở giữ trạng thái nội tâm, thay vì ở cái trạng thái nội tâm để tích tạo công đức phước đức để ưu tiên cho quá trình chọn lựa của mình thì sao? Mình hãy chọn để sao mà giữ được xuyên suốt cái trạng thái an vui ở tâm ha. Khi mình an vui ở tâm, bao dung ở tánh và trân trọng biết ơn ở tình, nghĩa là mình luân chuyển được cái tâm thái của mình đó. Đó là cái năng lượng của trí tuệ ở cả nhà. Thì khi mà mình có năng lượng của trí tuệ thì chúng ta duy trì được cái nguồn năng lượng này, thì đâu đó ngay tức khắc cái trạng thái nội tâm của chúng ta sẽ luôn luôn cân bằng và hướng dương ha. Cân bằng và hướng dương đó thì một người mà giàu trí tuệ, giàu tâm thái thì sẽ có quyền được chọn lựa tổng nghiệp theo mong muốn của họ và dùng nó. Nếu mà họ không có thì họ sẽ tìm cách để huân tập vào cái khu vườn tiềm thức, những cái nghe thấy nói biết có lợi ha. Đó, tổng nghiệp chưa đủ sâu dày thì mình cách là tìm cách là huân tập ở đời này ha. Ví dụ như là em đi, ngày xưa nhắc đến bơi lội, tự nhiên là trạng thái nội tâm của mình nó không có ấn tượng về bơi lội, nhất là về bơi ở ngoài biển á cả nhà, thì cảm thấy giống như là một nơi mà nó không có chỗ nào bám víu, mình cảm thấy sợ cho nên là mình không dám bơi. Thì đâu đó là có thể là trong quá khứ của em, từ hằng hà sa số đời em đã huân tập vào cái tiềm thức những hạt mầm bất lợi về bơi lội đó, nghiệp quả về bơi lội theo chiều hướng âm. Vậy thì bây giờ ở khi mà em ăn học được ăn học thì sao, em bắt đầu huân tập những cái nghe cái nói cái thấy cái biết theo chiều hướng tốt tích cực vào các những lớp mà thầy Thắng và cô Lộc dạy online bơi, rồi sau đó là sao mình dắt con mình đi bơi, mình chỉ cho con mình bơi mình hỗ trợ con mình để con mình nó biết bơi, mẹ chứ bơi mà con biết bơi rồi thì khuyến khích con mình để con mình thích bơi chơi với nước đó. Thì sau đó mình về Việt Nam mình cũng bắt đầu huân tập vào những cái khái niệm nguồn có lợi, rồi mình tập cho cơ thể mình phát triển cái thân của mình để nâng cao cái tần số rung động năng lượng, mở khí hải massage, rồi tập thay gân đổ cốt đó. Thì huân tập vào những cái hình ảnh tâm trí có lợi về bơi theo chiều hướng tốt, thì sau một thời gian thì sao ạ? Đợt rồi thì em đã có cơ hội để mà đơn giản bơi 10 km ha. Thì nguyên lý hoạt động tiềm thức cũng đơn giản như vậy. Khi mà nhắc đến cái gì mà trạng thái nội tâm của mình đang theo chiều hướng âm á, thì về lâu về dài nó cho ra quả bất như ý. Vậy thì ở bốn khía cạnh của ngôi nhà Good Home, bây giờ mình cần nhắc đến nó làm sao để mà trạng thái rung động điện từ nội tâm của mình là luôn luôn theo chiều hướng cân bằng và hướng dương. Nhắc đến sức khỏe nè, sắc đẹp nè, có phải là mình luôn luôn giữ được cái trạng thái cân bằng và hướng dương thì sau đó thì sau một thời gian dài thì mình sẽ có sức khỏe, mình sẽ có sắc đẹp như mình mong muốn ha. Thì tương tự như vậy, cũng giữ cái sự an vui, bao dung trân trọng biết ơn với lại những cái nghiệp quả nghiệp duyên ở trong các khía cạnh về nội tâm là sức khỏe, mối quan hệ và tài chính ha. Thì khi đó mình gọi là biết ơn ở tình, an vui ở tâm, bao dung ở tánh, trân trọng biết ơn ở tình, luân chuyển một cách phù hợp thì mình sẽ luôn giữ được cái trạng thái nội tâm cân bằng và hướng dương. Thì điều đó ngày qua ngày, tháng qua tháng mà nhắc đến cái điều đó là trạng thái nội tâm của mình sao ạ? Cân bằng và hướng dương, hay còn gọi là mình an vui, mình bao dung, mình trân trọng biết ơn thì sẽ giúp mình kích ra những cái nghiệp quả như ý mình mong muốn, từ thất từ duyên từ quả à, mà mình không phải gọi là tự ý chủ động gọi tổng nghiệp về. Vậy thì đó là cái việc mà chúng ta luân chuyển được trong cái kho tổng nghiệp của chúng ta.
Ai cũng có một cái kho tổng nghiệp về nhân sinh và đã trải qua hằng hà sa số đời sống rồi. Thì đợt tới là ngày mai sẽ tiếp tục chia sẻ về tam giác hiện thực ha cả nhà. Rồi vậy thì theo cái góc nhìn của nhà Phật thì chúng ta đã làm rõ là công đức phước đức ha. Ta hiểu hơn về công đức phước đức, về cội nguồn cuộc sống của con người chúng ta theo góc nhìn tôn giáo tín ngưỡng, và tín ngưỡng đó là theo công đức phước đức và ác đức tạo nên. Vậy thì nhân tốt bên trong con người chúng ta là cái hình ảnh tâm trí tốt theo công thức cội nguồn cuộc sống là gốc của khoa học nè. Cái nhân tốt bên trong con người chúng ta là công đức phước đức theo góc nhìn của tôn giáo tín ngưỡng nè ha. Và thì ngày mai chúng ta sẽ nhìn ở một cái góc nhìn của đạo lý nữa là cái tam giác hiện thực để chúng ta hoàn thiện cái ba hệ quy chiếu chuẩn cho mình luôn ha cả nhà. Rồi, trước 1 giờ biết ơn cô Diệu Vân, biết ơn thầy thầy Long, biết ơn cô Nga xinh gái, biết ơn thầy Tuấn Phương, biết ơn cô Lệ Hằng. Thầy Long đi ra rồi, đã lắng nghe cô Diệu Vân mấy giờ. Cô Diệu Vân 19:50 chiều tối thứ bảy, à tối chủ nhật. chủ nhật hả? Chủ nhật là đang ở nhà làm việc hay là Tối chủ đang nhật ở là sẽ đi ngủ rồi chứ, cho mấy nhỏ giờ nó đang coi phim rồi. Còn Vân thì đang làm mấy cái đồ vui. Dạo này cô Diệp Vân đang hỗ trợ những dự án gì có hiệu gì Vân? Không nói. Biết là bên nhóm tiếng Việt phải ha, rồi nhóm Bên hỗ đó trợ đang sách nâng chút. hỗ trợ giáo án giáo giáo sư của thầy này nha, rồi nhóm tiếng Việt này nha, nhóm công giáo Tuần tới này có ra mắt sách, có sách bản của tiếng Đức, cô không, sách của thầy có gì không? Toàn. Sách của Xin thầy xong rồi Toàn. cho em coi ha. Dạ. Thành phố đổ ông chủ Này cuộc đời và tiếng đất hả cô Vân? Bản final rồi hả? Chúc mừng. đây đây là cái mặt trước, rồi có cái mặt sau là có cái Ngon mã 2369. Trời, Tuấn Phương chưa ngủ nữa hả? đâu nãy Ủa giờ thì chứ. nó bìa nó màu trắng, tại vì ở bên châu Âu thì sách mà sách dạy làm người đó, cái loại sách này thì thường là nó là bìa trắng, giống như quẳng gánh lo đi và vui sống rồi vậy đó, thì nó bìa trắng. Thành ra người thiết kế cũng rất là dụng tâm nghĩa đó, ý nghĩa đó, thì mở ra là trong nó như vậy. Rồi lúc bản đầu ra thì không có cái mặt mã 2369, xong thầy toàn nói thêm cái vô là nhìn nó đẹp hơn đó. Thì thứ bảy này ở Berlin, ở thủ đô Berlin, thì mình sẽ đi đến Ra mắt Berlin. sách ha, có làm zoom cho cộng đồng coi không, cô giáo? Có Chắc phân Vân tập phải phải là suy nghĩ coi, tại vì đăng tính để tinh tay sắp là để lấy hình ảnh tâm trí hay là mục đích là để làm gì? xếp. Thứ nhất là cho mọi người mừng, cái thứ hai là được những cái phiên bản khác nó ra mắt, nó cũng được Vân cũng thuận nghĩ lợi nếu mà hơn. làm thì mục đích là để lấy hình ảnh tâm trí cho những nhóm khác đúng không Cúng Phương? Chuẩn bị tiếng Vân thông đang ngữ là có này, rồi nhóm bên bên Anh, bên bên nhóm bên anh là có rồi chứ, à không không bên bên cái bạn bên bên là bên em mình đang edit lại để đó mà em ra, đang có rồi việc người ta cũng phải mở xuất đang bản ra chứ. final vẫn còn một số lỗi á mà em làm Nếu hơi ngày bị mai chậm Vân bàn với thầy coi tí. sao. Vân đang test cái bài của khóa 19, trong đó ông Tuấn Phương ổng ngoi lên ổng nói chuyện mắc cười quá. 19 hả? Trời đất ơi. K19 là trong đó em nói là dạ em biết rồi nhưng mà em phải ngoi lên, nhoi lên. Rồi cái thầy nói là em dùng từ là vươn lên. Vươn lên Nghe mới ngon à. Lúc đó ở hình như vụ Tuấn đó Phương nè, mới vào, xong rồi Tuấn Phương đặt đi học
Không ngờ bây giờ đã là một người quá sức là trưởng thành rồi. Hồi đó có nói học mentor, mentor đó là chưa biết là cái gì mà. À, mắc cười lắm. À, muốn nghe em chị đọc cho nghe. Nghe. Dạ ok. À, mời mời bạn. Chị viết tắt vô đây là chị sửa lệnh TT rồi ha, mời bạn. Dạ biết ơn thầy, xin chào mọi người. Em là TTP, sinh năm 1996. Năm nay em 20 tuổi. Em nghe thầy chia sẻ bài học khiêm tốn, cây lúa non Ủa ngoi lên. vậy thì ở cái đó mình chép lại là mình chép luôn cả cả chữ lời nói của học viên đúng không cô giáo? Cái đó thủ đắc hay là cái gì? À, đây là không có nghĩa là đắt mà người ta chép lại và chép chính xác luôn. Và việc của Vân là bỏ đi những cái chi tiết nào nó quá là personally, hay là những cái lời văn nói thì mình sửa lại đó lời thành lời văn viết. Còn À, những cái bữa đó bài hình chia như có sẻ của học viên, có cái ừ, kêu đó gọi có là resume thì lấy cá kia cho thầy đúng đó, thì không? những cái lời Ví nói của học dụ viên mà có bài học hay là có mang cái thông tin rằng họ đã được chuyển hóa như thế nào, giá trị của ông thầy như thế nào, lớp học như thế nào là giữ lại thì là vẫn giữ lại. Để hiểu em rồi, đọc cái hiểu chỗ cái này file đó là để nói là trước giờ em chưa hiểu nên em toàn cúi xuống, hôm nay em ngoi lên. Thầy nói cúi xuống hoài người ta hiểu lầm. Dạ, Tuấn Phương, dạ thầy, cúi xuống hoài người ta hiểu lầm rằng mình không biết làm cái này, không biết làm cái kia, hoặc là người ta thấy mình tự ti. Tuấn Phương, dạ đúng, em hiểu vậy, cho nên hôm nay cuối năm thì goodbye con người cũ. Vậy thì không dùng từ thầy nói, vậy thì mình không ngoi lên mà bây giờ mình vươn lên. Tuấn Phương, à vươn lên hả thầy, vươn lên, vươn lên thầy, vươn lên, vươn lên cho cuộc đời này ấm áp. Tuổi trẻ mình nên vươn lên. À, tuổi trẻ nên mình vươn lên. Năm nay em 20 tuổi đúng không? Dạ 20 tuổi. Ủa em 20 tuổi thiệt hả Tuấn Phương? 21 rồi chứ. Rồi có tiếp tục đi con. Mà Vân hỏi em 20 tuổi thiệt hả? Ủa là sao đang trong câu chuyện mà. À, không, tại đây nói vậy nè, thấy em sinh năm 96, 2000 cũng Thì em cỡ 20 đó. tuổi mà, từ trước giờ phải em mới Em 20 không có tuổi. bài học tâm đắc ngộ ra, em thuộc loại học chậm, cho nên về trân trọng biết ơn bao dung và an vui thì em có tiến bộ nhưng không nhiều, không bằng nhiều người. Nhưng em tự ghi nhận bản thân mình, thầy chiến thắng hơn mình thôi, chứ lớp học này không có khái niệm hơn người. Hay quá, mình gỡ rào cản cho chính mình. Không ai nói lớp này người nào học giỏi hơn người nào, ai dám nói. Tưởng Vương, dạ thầy, có người học 8 năm qua học liên tục, tháng nào cũng học nhưng cũng không dám nói đã học giỏi hơn ai đâu, vì mình chỉ có thể tháo bỏ rào cản cho chính bản thân để vượt thoát chính mình thôi, không nói ai hơn ai trong cuộc đời này, cho nên em đừng lo việc đó. Dạ em tạo điều kiện cho em chuyển hóa nhanh hơn, em nhoi lên, từ khóa sau em sẽ ngoi lên nhiều hơn. Em thấy người mà ngoi lên nhiều thì chuyển hóa nhanh. Thầy cười, giống như ní, giống như ní KV và nhóm chị Hạnh Dung, chị LC Vân viết tắt hết. Và chú gì đó ha, em mới vào khóa 18, em chưa biết chú thế nào, nhưng em thấy chú giống ba em, ông TH trước chú cũng vậy. Chú chuyển hóa như vậy quá hay. Hôm trước em thấy chú chia sẻ, khi đó chú còn để râu, giờ chú cạo râu được rồi, em thấy hay lắm. Thầy, bây giờ chú đẹp trai lắm kìa, chú giơ tay nữa kìa. Trời Cái ơi, đoạn câu vui chuyện đêm khuya này vui à. quá. Rồi còn cái đoạn này mới mắc cười là để chị sửa lại cái dấu này đó, may quá, đọc lại cho em nghe, nó bị phát hiện ra cái dấu sắc gì sai. Rồi Đúng Tuấn là Phương, hồi trước em cũng để tóc dài, em hiểu cái cảm giác mà cái gì mình để lâu rồi mà cắt đi thì giống như cắt khúc ruột vậy. Công nhận chú chuyển hóa nhanh, ào phát hôm sau cắt cái một. Rồi trong cái lời nói thật có thể nói này mà cái rồi này Vân đã bỏ đi rồi, cho nó ngắn gọn hơn. Thầy, có nghĩa là phá cái chấp của mình ngày xưa tới giờ trong tích tắc. Mà em biết tuổi anh em mình là tuổi vầy thì đơn giản đôi hơn đúng không? Người ta bao chục năm mà người ta dám phá cái đó, có nghĩa là từ đó trở đi người ta không bị khống chế bởi cái nội tâm đó nữa. Tướng Phương, em nghĩ trước đó cũng chuyển hóa nhiều rồi, tới đó nó nhanh nữa. Chỗ này ổng có nói gì nhanh, ào 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 ào. Thầy, ừ, Tướng Phương, dạ. Nhiều người chuyển hóa, cô Quế Minh mới năm 2019 vô đây mà bây giờ chuyển hóa, em thấy cô đầu khóa 18. Bây giờ khóa 19 em thấy cô trẻ hơn trước khoảng 5-6 tuổi luôn. Nhất là sau hôm bữa học trang điểm, càng trẻ càng đẹp. Hình như thầy cũng chuyển hóa nhiều nữa, em thấy giọng thầy hình như khỏe hơn mấy khóa trước.
Em coi YouTube hết video này sang video khác, quay lại video cũ. Không biết khóa thứ mấy mà giọng thầy hồi đó khác, cách nói cũng khác. Bản thân thầy còn chuyển hóa. Bản thân thầy chuyển hóa còn hơn nữa. Thầy trả lời chỗ này hay đúng này. Em biết ai học nhiều nhất trong lớp học này không? Đúng Phương, thầy. Thầy nói nhiều nhất. Thầy Toàn, ừ, lớp nào cũng có mặt Toàn hết. Phương, dạ đúng rồi. Thầy, lớp nào cũng có mặt Toàn nên Toàn phải chuyển hóa hơn mọi người rồi. Đúng Phương, dạ. Nói chung là ngon quá cho nên hôm nay em nhoi lên để em vô hàng chung với mọi người. Và em cũng xin vào mentor 4 rồi. Mặc dù hôm có link em tính không vào vì thấy mình chưa chuyển hóa nhiều. Bây giờ đọc lại vui ha. Nhưng chưa có đủ điều kiện tài chính, không có sự ủng hộ gia đình. Nhưng tự nhiên hôm đó em thấy em có niềm tin, em có niềm tin vô đó sẽ chuyển hóa được. Là thầy hỏi là mấy lần trắc nghiệm. Đúng Phương, thi 20 cái đầu tiên. Thi cái đầu tiên là 20 câu hơi khó. Trắc nghiệm tài chính em làm được dù chưa học nhưng em coi slide được. Em coi sơ qua slide của cô Hoàng Anh. Vì em học lớp yêu thương, thỉnh thoảng cô nói sơ qua mấy cái hũ tài chính. Mấy cái hũ tài chính. Hôm bữa À, em hồi đó mới vẫn nhún. coi là hũ á, hồi đó vẫn gọi là Ừ. hũ, à, cô đổi. Hôm bữa em mới nhún gót 10.000 lần. Thầy, nhún được 10.000 lần chưa? Phương, hôm bữa em nhún chung với lớp thầy Sơn. Thầy, ồ ngon quá. Rồi đó, hết đó. Sau đó là thầy mời cái chị TNT là Nguyễn Thị Nga. Lúc mà chị đang nói thì chị bị mất mạng, cái là thầy gọi Phương. Vì sau đó là chị vô mạng thì chị là kể là chị bơi được 2.000 mét đó. Rồi giờ đọc lại cái này thấy dễ thương ha Tuấn Phương, hay quá. Dạ Không ngờ đúng rồi, nhất em là giọng càng của ngày Diệu trưởng Vân nó càng dễ thương hơn. thành. Tuấn Phương Đúng trưởng là thành cảm giác nhanh một câu chuyện mà nó với cái nguồn năng lượng nó khác thành một câu chuyện khác. Đúng quá. là một câu chuyện khác. Hay quá. Tuấn Phương em đang vô học Master 3 hả? Đang bay hả? Dạ em bay xong hết rồi. Không phải xong hết mà Ồ. xong bà theo theo yêu cầu là xong thôi chứ không phải là xong. Rồi siêu nhất các con bay rất là sớm. Bữa Ngon nào thấy quá. mọi người Bay bay hồi cả nào ba không kêu xong im là vậy trời. nhanh. Bay hồi nào không kêu mình vô nghe vậy trời. Bay trong âm Đâu thầm em mà. gửi liên tục mà, không phải là bữa cô có Coi vô nghe mà. như có vô một lần mà có chút xíu à. Mà bây giờ bay xong rồi, lấy đâu nữa mà nghe. Vừa thôi. Để lần khác còn nhiều, còn đời còn bay Ủa, nhiều. còn nhiều lắm, còn nhiều lắm, này mới giống như là Này chưa mới bắt đợt đầu mới đầu. xỉa Bữa răng. chưa ăn Mới mà xỉa răng. xỉa Trời. răng. Xin răng này. À. Mới bay tráng miệng. Này món tráng miệng hả? Không, món khai vị. Ừ. Mới xỉa răng Wow. trước khi ăn còn chưa ăn. Hay quá. Ngưỡng mộ chị Văn quá. Vụ gì Rồi, chị Văn suốt phần đời còn lại. Yeah. vụ gì Đó, lúc vụ gì nãy mới 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 hỏi thầy thầy Phụng coi bản tiếng Anh bản song ngữ sao rồi, bảo có rồi, tới cuối cuối tháng năm này có vào sách được rồi, tin rồi đó cũng hả? bìa Ngon quá. cũng bìa trắng y chang cô Diệu Vân. Hay Tầm quá, mà trời trên đúng bên châu Âu mà. link là có rồi mà, trên web là có rồi đó, trên web là bạn song ngữ là có rồi đó, đặt trước được rồi. Ủa có đặt được rồi hả? Ừ, có đặt được rồi đó, cuối tháng Ồ, 6 quá là siêu. giao được rồi, cuối tháng 5 chứ, cuối tháng 5. Quá siêu. Ừ, Hay tuyệt quá, vời hồi bây con. giờ là bên An Trang nghỉ ngơi đúng không? Bên Việt Nam đang khuya rồi. Dạ 1 giờ sáng. Đi ngủ Dạ. xíu đi để chút dậy học mentor. Yeah. Mấy giờ cô Mà Trang bắt đầu tiếp hay là xong rồi? Xong rồi mấy ngày nữa chưa mới bắt mà đầu? thì ngày mai học mentor xong rồi 6:30 là mình do mình xoay hông dự chột. Xong rồi là mình sẽ chia sẻ chốt rồi hoặc là rồi 8:30 đến 9 giờ mình đọc sách. Xong rồi là mình sẽ 9 giờ là mình sẽ tiếp tục chia sẻ tiếp. À, người An bộ mấy Trang cô giáo để quá cho trời nó mấy ngon ngày nó liên xưng là An Trang nha, tục. không có xưng em à, xưng An Trang. Thầy bày rồi á, ví dụ như Phương thì được xưng Phương được, như thầy Nhật Anh thì cái tên Anh không lẽ xưng Anh với người ta cho nên xưng là Nhật Anh. Còn như An Trang là xưng được Em tập hai cái đó mà tên. em chưa tập được á cô Vân ơi. Em quên Xưng đi, thầy mất mới bày. Thầy bày cái trong nói mentor năm á, nó có cái hay của nó mà khi em tập được em sẽ thay đổi cái nội tâm của mình, nó cũng tiến một bước nữa đó anh.
Thành ra Diệu Vân thấy hay quá nên Diệu Vân nói An Cam nên tập. À, biết ơn chị Vân. Hôm đi hôm đâu thì hôm cô nay nói cũng cho là chị kêu biết tên mà. á, cái dù kêu tên á đó. Mình À, không bữa giờ có cũng không có phải xưng là em. trước Xưng là em giờ nữa. cũng đó chứ gì mà Tại cũng vì ở tập. trong tiếng Việt nó có cái là khi mình xưng nó là em á, là tự nhiên ở trong vô thức của ngôn ngữ á, là mình ở cấp một cái cấp dưới, thì mình cái tư cách để làm chuyên gia tư vấn huấn luyện người ta nó bị mất đi một chút. Thì mình không có xưng em, mình xưng tên, và như vậy là nó đâu có bám chắc cái gì đâu. Và như vậy thì cái tánh không mình dễ để tiếp cận với nó hơn, tại vì khi mà mình xưng nãy em có nói đoạn đó, anh Trang và Diệu Vân có nghe đó, anh Trang nói là khi mà có tánh không một cái gì đại khái như vậy thôi, nhưng mà Vân nói lại theo ngôn ngữ của Vân, khi một người mà có tánh không á, thì cho dù cái người tử tọa của mình là một người cao sang quyền quý hay là một người nghèo khổ thì nó cũng không có là vấn đề gì đối với mình. Và lúc đấy là mình ở tánh không mà, và mỗi người luôn nhờ có cái tánh không của nội tâm đó, thì không có khiếp sợ hay là không có quý quỳ gì hết. Nó rất là hay, giống như trong bài thơ của nhà thơ Tagore, bài thơ cái tập thơ mà Tagore được từ ông dịch sang tiếng Anh đó, rồi ông được giải Nobel văn chương với cái tập thơ đó, thì có cái câu dịch ra tiếng Việt là xin cho con không bao giờ cúi đầu trước ngạo mạn quyền uy, hay là vênh vang hống hách trước người nghèo khó. Đó, nhờ ở đâu mà người ta có thể có được cái tâm Ồ, thái không hiểu sao mà cái câu nhờ đó cái tánh em lại không. nghe quen nha. Bây giờ nó đúng là Phương lại nghe quen nhưng mà cái câu đó không hiểu nó nghe từ đâu. Chắc là từ Nó trong trong Vô Hàng Hà Sao Số Đời rồi. ở bên nhà, ở bên trong cái tập lời nguyện á, trong tập lời nguyện ở Tông Thường, thì là đầu tiên là Diệu Vân đọc được là nó ở trong tập lời nguyện, lời Là nguyện bên thì nó đọc Tagore đi đúng đi. không? Nhớ rồi, nhớ rồi. Không phải Hàng Ngàn Sao Số Đời mà là thầy Minh Niệm như thỉnh thoảng hồi xưa lắm mà. Có một lần mà ông nói. Rabindranath Tagore. Thì bây giờ nếu như mà À. vậy thì bây giờ em xưng em, nhưng mà em ở cái chỗ tánh không thì sao? Em gì hết á, không có em của ai mà em, không có em Dạ vâng, làm An như bé Trang lắm, không có em, cái đó là vi ta. tế lắm, À, cái nửa nguồn phần năng là mình lượng cứ tưởng của mình bé. này Mình dùng. là cái chỗ an vui đầu ban đầu của cái gì gọi là gì, hồi nãy mấy đứa nó nói là cái gì, nội hàm thì 48 mà giao diện thì 18. Cái chị cái bà này bà bên ba ba giao diện của bà 48 mà nội hàm của bà 18. Nói hay quá vậy trời. Chữ vàng trong hôn nhân. Mình là giao diện với nội hàm nó phải thống nhất với nhau anh cha. Dạ vâng. Đó thì em bên ngoài em giao diện sao, ở trong em nó cũng vậy đó. Có điều là người ta nhìn nhận thôi. Chứ em lúc nào em cũng thấy tươi Mình như thôi mình đời sửa lại nội hàm 20. ơi. Mình sửa lại đi. Sửa nội hàm lại 20. À, Nội còn hàm giao 20. diện thì cứ theo Vâng đang tính À, biết bài sao thơ em nói đó. nội hàm 8 không? Tại vì hôm bữa đó là có cái chị gửi cái hình đó là mà có tiêu rồi, em coi cái hình nè. Rồi em đọc lại cho cô nghe nè, là không mất tiêu rồi. À, nghịch lý phụ nữ thay lòng đổi dạ, 18 tuổi thích chàng trai lãng mạn, 28 tuổi thích đàn ông có việc làm tốt, 38 tuổi thích đàn ông có địa vị, 48 tuổi thích đàn ông biết quan tâm, còn đàn ông thì muôn đời thủy chung. 18 tuổi thích gái đẹp, 28 tuổi thích gái đẹp, 38 tuổi thích gái đẹp, 48 tuổi thích gái đẹp, 68 tuổi vẫn thích Hứng Chính mà xác. ta. Chính xác. À, Chính xác à. Cho nên là
bảo là phụ nữ thích lông đổi dài chơi tao 48 tuổi thích đàn ông quan tâm, cái em nói là ờ thì bây giờ mình thích đàn ông mới quan tâm thì chẳng lẽ mình là đang ở 48 tuổi mình đâu có đến đó đâu. Cái đó nó nói phụ nữ 48 tuổi thích đàn ông quan tâm, chứ nó không có nói những người phụ nữ thích đàn ông quan tâm là ở tuổi 48. Hai cái đó khác nhau, thành em cứ yên tâm. Vâng. Ai người phụ nữ này hay quá à, vô à coi Nhưng được về là thấy hay. mà cái này nó đúng là nó làm em bất ngờ, ví dụ đàn ông muôn đời thủy chung á, có gì bắn 18 tuổi đến 68 tuổi vẫn thích gái đẹp. Thiệt luôn á hả? Đúng Ồ, tại là họ cô giáo cái đó, cô giáo phải đàn ông đâu. cái gì? Cô Hỏi hay Phương là em hiểu lầm? đó. An Trang đang hỏi Phương đó chứ, em phải trả lời cô đó. Đang hỏi Phương Ủa? mà Phương. Nè, Hỏi đọc cho Phương Phương nghe là lại hỏi nha. hỏi cô, hỏi Phương là hỏi cô. Hỏi Hỏi Phương á. Phương. À, vậy là nghe lộn à? À, sorry, nghe lộn. Hỏi Phương á, có phải là hồi Phương 18 tuổi Phương thích gái đẹp không? Hỏi chưa? Rồi Nó bây giờ bao bình nhiêu tuổi, thường có thích vẫn thích gái đẹp phải không, có thay đổi gì không, hay là thích gái giờ thì quan mới tâm, thích 20 gái tuổi chung thủy? thôi, giờ mới 20 tuổi thôi thì đương nhiên mà thích cái đẹp rồi, mới 2 năm mà. Hướng đó nó rõ lắm nha. Con thấy con của Vân á, còn nhỏ đi ở trong mẫu giáo còn vậy, nó mời cái cô có mấy cô nuôi dạy trẻ đẹp đó, thì nó nói mời cô đó về ăn tiệc sinh nhật của nó. Còn mấy cô mà già già rồi mà dữ dữ mà không có vui vẻ nữa, nó không có mời. Mà con Được. nít là nó biết rõ lắm. Rồi Vân có thằng ăn Út của Vân á, là nó đăng ký nó làm giống như là người phát biểu của nhóm nhân bên mình kêu bằng lớp trưởng hay gì đó. Rồi cái năm này nó không làm nữa, hỏi sao vậy? Tại năm ngoái là nó làm chung với một con bé đó là nó đẹp, nó thích. Năm nay con bé đó nó đi lớp khác không làm được. Ồ, ghê thiệt. Đang đọc mấy hôm nay là bên viết sách là có được hướng dẫn làm bài ấy á, trí tuệ nhân tạo á, cái cô Thiên Hà có làm một cái đề tài cho bên Bắc Giang liên quan tới cái phần nghề ước mơ á. Thấy làm ngon quá, chuẩn, tức là nó chuẩn ngôn ngữ nội tâm phải mất 2 tiếng. Là sao Phương nói lại mà chưa hiểu vậy? Dù Vân chưa Ừ, có nắm thì được bây giờ nói thì mới hiểu hiểu hơn nè. Thì là bên trợ lý viết sách á, là thầy đang cho cô Minh Barrow bên bên Mỹ á, chuyển giao cái phần là trí tuệ nhân tạo á, AI, để viết sách cho nó đơn giản hơn á. Thì 3 ngày hôm nay là đang chuyển giao. Thì ngày hôm trước rồi, hôm nay là ngày thứ 3, là ngày cuối, là 2 ngày trước nữa là chuyển giao. Thì cô Thiên Hà có họp 2 ngày hôm trước tới sáng hôm nay là cô bắt đầu cô làm cái đề tài cho bên Bắc Giang để chuyển giao cho mấy bé, định hướng nghề ước mơ và lộ trình trưởng thành toàn diện, một cái bài đề tài hướng nghiệp. Thì cái này cô bảo nếu mà cô làm rồi phải phải sao ta, phải thu thập tài liệu rồi đó để mà làm từ đầu tới cuối á, chắc mất cả tháng. Mà trước giờ để làm cái này thì cô phải thuê cái người 6 triệu một tháng, tuần 4 tiếng, tốn 6 triệu để đi làm cả tháng mới xong. Nhưng mà bây giờ cô dùng cái này để cô làm, cung cấp đủ tài liệu cho nó là nó làm cho mất 2 tiếng là xong. Mà ngôn ngữ thì nó cũng tương đối chuẩn nội tâm, nãy giờ em đọc thấy ngon quá nè. Bây giờ vẫn Trời muốn coi không, em gửi cho. đó, Gửi cho để mình cho Vân coi với, với, gửi cho em gửi với. trong Telegram á. Vân Ừ. có số của Tuấn Phương không ta? Có Tuấn Phương chứ, có số của gì Vân? À, okay. Rồi chị có tìm hôm ra bữa cái mình lời đó rồi. làm, À, nói đi Phương. hôm bữa cô Diệu Vân có hỗ trợ em làm bên web xíu cho nên có đây gửi cho anh Trang luôn nè. À. Okay. Chị
À, cả nhà mình có ai đang đang thụ đất K27 hay là không phải thụ đất mà có file K27 hay là 28 không? Có hôm bữa Ai? Bữa giờ là không đô không với phải lại thủ đất mà ông có làm không có file chứ không làm. có file hả? Ừ. Gửi dùm K27 28, bữa giờ không biết bạn nào. Bữa giờ là đô với lại là mấy anh Tức Thăng với lại là Nam tập trung vào cái biên soạn giáo án cho thầy. tức tức là gửi cái file hả? File nghe ghi âm hay là file file viết? Viết á, Phải viết thì không có, không có, không có. có như đợt Tưởng này không hay thấy ghi. ai hết á, không thấy ai, không thấy ai vô. Thầy làm hàng tuần rồi, giờ là không thấy thầy làm hàng mỗi hai mỗi tuần. Thế thầy là tôi thấy là hình như là rớt mất rồi, không ai làm nữa đó. Anh Trang, thông thường là chị tìm được cái lời nãy chị nói của nhà thơ Rabindranath Tagore, nói về cái bài cái tánh không á, cái khái niệm mình dùng chữ Thiên Chúa để ha, tại vì cái bản này nó cái bản dịch nó là như vậy, cái chỗ mà chú ý cái chỗ mà em tạm bây giờ em nghe chữ Thiên Chúa thì em hiểu đó là Phật tánh hay là tánh Thượng không á, đế, đó cái lời là thượng thượng đế đế đó, tối cái lời cao. nguyện như vậy nè: Lạy thượng đế, đây lời tôi nguyện cầu, xin tận diệt trong tim tôi mọi biển lệnh tầm thường, xin cho tôi sức mạnh thản nhiên để gánh chịu mọi buồn vui, xin cho tôi sức mạnh hiên ngang để đem tình yêu gánh vác việc đời, xin cho tôi sức mạnh ngoan cường để chẳng bao giờ khinh rẻ người nghèo khó hay cúi đầu khuất phục trước ngạo mạn quyền uy, xin cho tôi sức mạnh dẻo dai để nâng tâm hồn vươn lên khỏi ti tiện hàng ngày, và cho tôi sức mạnh tràn trề để âu yếm dân mình theo ý người muốn. Tagore. Đó, thì ở đây có hai cái câu mà cái sức mạnh của cái tánh không, sức mạnh của sự chân thật là: xin cho tôi sức mạnh ngoan cường để chẳng bao giờ khinh rẻ người nghèo khó hay cúi đầu khuất phục trước ngạo mạn quyền uy. Đó là mình không có xưng tên tên em, tên bé hay là cháu con gì hết á, xưng tên của mình. Cái vụ tên mà nó ra tới cái lời này, nghe được không anh cha? Dạ được, em đang ngẫm. Đúng Dạ, từ ngày mai trở đi là sẽ An Trang chấm của em nữa. Rồi, em là không có còn rồi, hiện hữu trên thế giới này. vậy Bây giờ đó, chỉ có An Trang mà thôi. đúng rồi, mà thấy An trong Trang nói gương của chị mình. Vân Anh Nhưng mà không nghe không? bây giờ suy Chị ngẫm là Vân mới có thấy nghe tên không? của cô giáo An Trang đặc biệt, mà em với là Trang đều là tên, mà vậy họ của An Trang là cái gì? Dạ, Hồng Nguyễn. Họ Nguyễn à? Họ. Đó, An bây giờ mình là tên Christian, đó là tên thánh của mình, mà nó cũng đồng nghĩa với cái việc là An là double N, double sự an vui. Chỉ ok, có mình đúng hiểu rồi đó. nó nghĩa là gì, tôi không ai hiểu hết cho nên là mấy người mà cứ gọi là Anna, mình kêu là mình là An without the E at the end. The end. Vui quá. Biết ơn. Trân trọng biết ơn cô Diệu Vân, quý nhân của em. Trân trọng biết ơn thầy Phương, quý nhân của em. Chúng ta tạm biệt nhau ở đây và hẹn cả nhà ngày mai trong chương trình Ngày phát mai sóng cô buổi thứ hai của An Trang Khấu Xúc Nhân Duyên Quả Kiến Tạo Cuộc Đời. chào anh Trang. Tự biên tự diễn. Ô là trời, À, anh lớn dữ vậy rồi đó, mấy lần trước anh. nhìn là thấy còn tí xíu à. Giờ là học lớp 3 rồi. Là bà này Mới lâu mà cái hồi em mới vô, em mới vô mentor, em chưa vô mentor á, nhìn anh tí xíu à, sao mà lẹ quá vậy. Từ từ lớn mà con.